cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Trường 1321, nàng còn có một cái tên. a à, chính là một con hổ, là một con hổ thật sự. Tôi nghe năm người lính đánh thuê kia nói, đó là sủng vật tại hoa quốc của vô ưu tiểu thư. Đoạn phi gật đầu liên tục. Kỳ tu nhiễm cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ hướng về tư minh lễ ngoắc ngoắc ngón tay. thấy vậy, tư minh lễ run rẩy toàn thân, chậm rãi đi về phía đại điện thời khắc này tư minh lễ, căn bản cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, càng không hiểu được, kỳ hoàng đại danh đỉnh đỉnh, tại sao lại bắt hắn trói đến đây. Ta nghe nói, người đã từng phái người, đuổi giết vô yêu. Chờ sau khi tư minh lễ đến gần, kỳ tu nhiễm nhẹ giọng cười nói. Hả, vô yêu, nghe được lời này của kỳ hoàng, tư minh lễ hơi sững sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác vô. Vô yêu là ai vậy? Tôi, tôi căn bản không quen biết làm sao có thể phái người giết. Tư Minh lễ ngược cũng không phải là đang nói dối, thật sự là hắn không biết vô yêu trong miệng kỳ tu nhiễm là ai. Không biết sao, kỳ tu nhiễm cười khẽ, gật đầu, nàng còn có một cái tên, gọi là Diệp Oản Oản. Diệp, Diệp Oản Oản, nghe vậy, Tư Minh lễ mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái con ả Diệp Oản Oản kia, có quan hệ gì với kỳ hoàng của độc lập châu này? Hai người này căn bản là cách nhau cực kỳ xa. Kỳ, kỳ hoàng, Ngài và Diệp Oản Oản kia là, Tư Minh Lễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Nàng là em gái ta?" Nụ cười trong mắt Kỳ Hoàng bỗng nhiên hóa thành hàn băng lạnh lẽo, còn không đợi Tư Minh Lễ kịp phản ứng, đã bị siết chặt lấy cổ họng. Trong phút chốc, tiếng xương nát vang lên, cổ của Tư Minh Lễ trong nháy mắt bị Kỳ Hoàng bóp vỡ. "Âm." Um. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ thấy cánh tay phải của Kỳ Hoàng khẽ nhích đem thi thể của tư minh lễ tùy ý ném sang một bên nhẹ giọng nói đoạn phi đem bọn họ toàn bộ dẫn tới đi vâng đoạn phi gật đầu một cái xoay người rời đi bất quá trong chốc lát nhóm năm người lính đánh thuê cùng một nam tử trẻ tuổi bị đưa đến đại điện nếu như diệp oản oản ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được vị nam tử trẻ tuổi kia chính là cựu đội trưởng đội ám vệ tư gia lưu ảnh các ngươi là ai trong mắt lưu ảnh vô cùng bình tĩnh Đào mắt qua nhìn mọi người, lạnh giọng quát lên. Ngươi không cần phải biết nhiều như thế, hỏi ngươi cái gì, thành thật trả lời là được. Một người đàn ông trung niên dưới trướng kỷ hoàng, nhìn lưu ảnh, lạnh giọng mở miệng. Tìm chết. Nghe vậy, lưu ảnh nhất thời giận dữ, tay phải giơ lên, biến quyền thành trưởng, lập tức hướng về phía người đàn ông trung niên vừa mở miệng kia đánh tới. Thấy vậy, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lấy củi trỏ để tấn công. Còn không đợi lưu ảnh tiếp cận, một chiếc khuỷu tay đã hung hăng đập thẳng vào bụng lưu ảnh. Trong chốc lát, lưu ảnh vô lực tê liệt ngã xuống đất. Diệp oản oản và tư gia gia chủ tiền nhiệm của các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm lưu ảnh, lạnh giọng quát lên. Không biết, lưu ảnh mở miệng. Không biết, người thân là ám vệ tiền nhiệm của tư gia tại Hoa Quốc, làm sao lại không biết? Hàn quang trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên. Hừ, bớt nói nhảm đi, ta cái gì cũng không biết. Lưu ảnh cười lạnh. Ha ha, người ngược lại quả là có cốt khí, người không nói, tự nhiên sẽ có người khác nói. Con người của người đàn ông trung niên, chậm rãi rơi vào trên người nhóm năm người cách đó không xa, chợt thu hồi lại ánh mắt. Kỳ hoàng, người này giữ lại vô dụng, giết hắn đi cho rồi. Rất nhanh, người đàn ông trung niên nhìn về phía kỳ hoàng. Nhưng mà, kỳ hoàng lại cười nói, không cần, Kỳ Hoàng đã quyết định, người đàn ông trung niên đương nhiên sẽ không lại nhiều lời gì, mà chỉ nhìn về nhóm 5 người lính đánh thuê. Tiểu Lô Ly bị nhìn chăm chú như vậy, thân thể khẽ run lên. Kỳ Hoàng, người thống trị thế giới ngầm của châu Âu, bá chủ chân chính. chương 1322, cho Kỳ Hoàng đội nón xanh. Tiểu Lô Ly mặc dù chưa từng gặp qua Kỳ Hoàng, nhưng đại danh của Kỳ Hoàng làm sao có thể không rõ ràng được. Kỳ Hoàng, kính chào ngài không đợi kỳ hoàng mở miệng, tiểu loli chủ động cười nói. nghe vậy, kỳ hoàng gật đầu một cái. chủ nhân của các ngươi là ai? chủ nhân của chúng tôi. tiểu loli len lén quan sát kỳ hoàng mấy lần, suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể nói đúng sự thật. chủ nhân của chúng tôi là tử vong hoa hồng. nghe tiểu loli nói như vậy, mọi người trong đại điện lại khẽ mỉm cười. làm gì có cái nào gọi là tử vong hoa hồng? tử vong hoa hồng, phải không? khóe miệng kỳ hoàng hơi hơi dương lên nở một nụ cười tươi tựa như gió xuân xem ra sau khi vô ưu mất tích sinh hoạt ngược lại cũng là muôn màu muôn vẻ thời điểm nàng ở tại hoa quốc thậm chí đã từng giả mạo qua tử vong hoa hồng dám hỏi kỳ hoàng quan hệ giữa ngài và chủ nhân nhà chúng tôi là như thế nào tiểu lô ly hơi có chút rẻ giặt nhìn về phía kỳ hoàng trước đó thời điểm diệp oản oản vẫn còn đang ở tại hoa quốc cũng báo cho đám người tiểu lô ly nàng sẽ đi độc lập châu. Cho nên, trong lòng nhóm 5 người lính đánh thuê này vốn biết, Diệp Oản Oản trước mắt đang ở tại độc lập châu. Chủ nhân nhà các người là vị hôn thê của kỳ hoàng. Bỗng nhiên, đoạn phi ở một bên đột ngột mở miệng nói. Cái gì? Vị hôn thê? Ta phi y, còn có loại chuyện này, không hổ là chủ nhân nhà chúng ta. Ngay cả kỳ hoàng cũng có thể gom vào tay, hơn nữa lại còn có hôn ước. Lúc này, Đám người tiểu Loli và Hải Địch đều hơi biến sắc mặt. Nam dâu mặt đầy kinh ngạc, "Chuyện này, không đúng sao, chủ nhân chúng ta tại Hoa Quốc không phải là cùng vị gia chủ tư gia kia?" Nhưng mà, nam dâu vừa mới nói được một nửa, đã bị tiểu Loli dùng ánh mắt hung ác lườm cho một cái. Chỉ một cái liếc mắt, nam dâu lập tức phản ứng lại, liền vội và ngậm miệng lại. "Chủ nhân nhà bọn họ có thể tại Hoa Quốc tìm trai tơ, dám cho kỳ hoàng đội nón xanh?" rơi ạ, à, chuyện này nếu như để cho kỳ hoàng biết, vậy còn đi đến đâu? Thời điểm chủ nhân các ngươi ở tại hoa quốc trải qua như thế nào? Kỳ hoàng lại nói, tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Tiêu giao tự tại vui vẻ cởi mở, hải địch vội vàng trả lời, ừ. Kỳ hoàng gật đầu, đảo mắt nhìn qua nhóm 5 người lính đánh thuê, như vậy, các ngươi nếu đã tới, vậy cứ ở lại độc lập châu là được rồi. Trước mắt chủ nhân của các ngươi đang ở tại không sợ minh của độc lập châu tới đó tìm nàng đi. "Hả, không sợ Minh." Nhắc tới Không Sợ Minh, sắc mặt nhóm 5 người lính đánh thuê nọ bỗng đột nhiên tái mét. "Nói giỡn chơi hay sao? Cái Không Sợ Minh kia hung tàn biết bao nhiêu, lại để cho bọn họ đi đến Không Sợ Minh tìm chủ nhân." "Chỉ bất quá, nếu như Kỳ Hoàng đã nói như vậy, vậy chỉ sợ là Diệp Oản Oản nhất định là đang ở Không Sợ Minh. Bọn họ cơ hồ là bị trói tới, bây giờ muốn trở về, khó như lên trời." cũng chỉ có thể làm theo Kỳ Hoàng nói, trước tiên đi thử vận khí, tìm lại chủ nhân của mình. Vậy, Kỳ Hoàng, chúng tôi liền đi trước được rồi à?" Tiểu Loli thận trọng hỏi. Đem hắn mang đi cùng, Kỳ Hoàng chỉ về phía Lưu Ảnh trong đại điện. "Dạ dạ dạ." Lúc này, Hải Địch một tay nắm lấy Lưu Ảnh, dẫn hắn từ trong đại điện mang ra ngoài. Chờ sau khi nhóm năm người lính đánh thuê và Lưu Ảnh rời đi, Đoạn Phi tiến lên, nhẹ giọng nói, "Kỳ Hoàng, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bây giờ vô ưu tiểu thư mất đi ký ức, ở lại không sợ minh, sợ là vô cùng nguy hiểm. Tại sao lại không thông báo cho nhiếp ra? Nghe được lời nói này, kỳ hoàng khẽ mỉm cười, như có thâm ý khác, trở lại nhiếp ra, có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng nhất định phải trưởng thành, vô luận có thể khôi phục được ký ức hay không. Ở lại không sợ minh, tuy có nguy hiểm, nhưng có lẽ sẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục lại ký ức. Mà thân phận của Vô Ưu không sợ Minh chủ Bạch Phong, ở trên thế giới này, chỉ có một mình ta biết được. Ta đã đáp ứng nàng, không nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại đi thông báo cho nhiếp gia, há chẳng phải là vi phạm lời thề của ta với Vô Ưu? Huống chi, không sợ Minh, nguyên bản chính là thuộc về nàng. Kỷ Hoàng lại nói, Đoạn phi như có điều gì suy nghĩ, cũng đúng, bây giờ, tứ đại thế gia quan hệ mập mờ, Kỷ Hoàng ngài đại biểu cho Kỷ gia tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của nhiếp gia. Còn nữa, kỳ hoàng ngài để cho năm người kia rời đi, chắc là dự định để cho bọn họ trợ giúp vội ưu tiểu thư đi. Không sai, kỳ hoàng gật đầu, nói những gã mắt sói đang nhìn chằm chằm nàng cũng không ít, bên cạnh nàng, dù sao phải có một vài người một nhà. Đúng rồi kỳ hoàng, tôi đã điều tra xong, mấy năm nay, vội ưu tiểu thư và gia chủ một tư gia nọ tại Hoa Quốc, hình như có quan hệ tình nhân. Bất quá, gã tư gia gia chủ đó đã mất tích. Vô ưu tiểu thư lần này đến độc lập châu, chắc là muốn tìm hắn. Nghe được lời nói này, hàn quang trong mắt kỳ tu nhiễm chợt lóe lên tên. Tư giả hàn, đoạn phi nói. chương 1323, tôi đánh không lại hắn. Tư giả hàn, kỳ tu nhiễm như có điều gì suy nghĩ, lẩm bẩm trong miệng. Tên của tư giả hàn, kỳ tu nhiễm thực sự không có ấn tượng gì, nhưng họ tư này, Tư gia có người nào tên là Tư gia Hàn Hà? Nà? Kỳ tu nhiễm hướng về phía đoạn phi hỏi. Nghe vậy, đoạn phi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, kỳ hoàng, chỉ bất quá là có họ giống nhau mà thôi. Hoa quốc họ tư cũng không thiếu, hẳn là cũng không có quan hệ gì với tư tộc. Kỳ tu nhiễm còn muốn nói gì, một vị lão giả nào đó bỗng nhiên tiến lên, nhìn về phía kỳ tu nhiễm mở miệng nói, kỳ hoàng, nhiếp vô danh tới rồi. Ồ, anh ta hôm nay thật là nhàn rỗi. Nghe được lời nói này, kỳ tu nhiễm khẽ mỉm cười một giây kế tiếp nhiếp vô danh đã phong phong hỏa hỏa đi vào đại điện nhiếp huynh hôm nay tựa hồ có chút thời gian rảnh rỗi lại đến chỗ của tôi kỳ tu nhiễm nhìn về phía nhiếp vô danh ở bên cạnh nhẹ giọng cười nói em rể lời này của cậu tôi trở lại lâu như vậy cũng không thấy cậu đến tìm tôi tôi đành phải tới gặp cậu nhiếp vô danh mở miệng nói như đúng rồi nhiếp huynh hôm nay tới không biết là có chuyện gì Kỳ Tu Nhiễm ngồi xuống, uống một hớp trà thanh nhiệt. Tôi nói này em rể, vô yêu đều đã tìm trở về, cậu làm sao nhiều ngày như vậy cũng đều không có động tính. Không tính cùng em gái tôi kết hôn sao, có tin là tôi đánh chết cậu hay không? Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, lời nói mang theo sự uy hiếp. Ồ, Kỳ Tu Nhiễm cười nói, nhiếp huynh coi như là thật sự xác định, nhiếp vô yêu ở nhiếp ra hiện tại là thật. Có ý gì, ho khan, Mặc dù lão tử đã sớm hoài nghi cô ta là giả, mất tích nhiều năm như vậy, sau khi trở về, tính cách có chút bất đồng so với thường ngày. Nhưng tạm thời, tôi cũng không tìm ra được chứng cứ gì cả. Cậu có phải là có tin tức gì hay không? Nhiếp vô danh vội vàng hỏi. Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, kỳ tu nhiễm trầm tư chốc lát, chợt lắc đầu một cái, nói, ngay cả người anh ruột như anh còn không có tin tức gì, làm sao tôi lại có thể có được? Một bên, đoạn phi len lén nhìn về phía nhiếp vô danh trong đầu nghĩ người anh ruột này quả thực có chút không đáng tin cậy nếu như kỳ hoàng đem chân tướng nói ra chỉ sợ tình cảnh của nhị tiểu thư nhiếp ra chân chính sẽ càng nguy hiểm hơn à đúng rồi cậu có nghe nói hay không gã cầu tạp chủng gần đây có qua lại tại độc lập châu nhiếp vô danh hỏi có nghe nói một chút kỳ tu nhiễm nói em rể làm phiền cậu giúp một chuyện đem cầu tạp chủng tìm ra cho tôi Tôi muốn cùng hắn phân thắng bại." Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng. "Nhiếp huynh, huynh vẫn nên tự mình đi tìm đi, tôi cũng không muốn đi chọc giận cậu ta." Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. "Cậu cảm thấy tôi đánh không lại hắn?" Nhiếp Vô Danh cau mày nói. Còn không đợi Kỳ Tu Nhiễm khui rượu, Nhiếp Vô Danh lại nói, "Đúng rồi, đoạn thời gian gần đây, cho tàn của Atula lại cháy rồi." "Atula à?" Nhắc tới Atula, sắc mặt Kỳ Tu Nhiễm hơi có chút ngưng trọng lâm vào trong trầm tư. Atula, năm đó ở Độc Lập Châu tạo nên bao nhiêu gió tanh mưa máu, thế lực vô cùng mạnh mẽ, đã từng có lần được đặt ngang hàng với Võ Đạo Liên Minh Công hội. Thậm chí, tại thời điểm Võ Đạo Liên Minh Công hội tiến hành chèn ép bọn họ, cũng nhanh chóng bị phản kích, thành công xé tan vây cánh của Võ Đạo Liên Minh Công hội. Chỉ tiếc, Atula tại Độc Lập Châu có quá nhiều kẻ địch, trừ Võ Đạo Liên Minh Công hội ra, còn đắc tội với rất nhiều thế lực. Nhiều năm trước, Atula bị các thế lực lớn vây công. Những thế lực này, đứng mũi chịu xào chính là không sợ minh. Sau đó, Atula và các đại thế lực đối chiến, vì Atula chủ kia bỗng mất tích. Theo Atula chủ mất tích, thế lực đáng sợ Atula này, rốt cục mới tan giã. Tôi nghe nói, Atula chủ thật giống như đã trở về rồi. Nhiếp vô danh nói. chương 1324, muốn chết sao? Tu la chủ à? Kỳ Hoàng khẽ mỉm cười, có cơ hội, ngược lại thật sự muốn gặp hắn một lần. Một bên, đoạn phi nghe vậy, chán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Một thế lực lớn như Atula, quả thực là có khả năng một tay che trời tại độc lập châu. Năm đó, nếu không phải là do Tu La chủ mất tích, chỉ sợ, độc lập châu hiện nay, đã sớm nát bấy như tương, hoang vô tàn phế. Nếu như, Tu La chủ trở lại, chỉ sợ, thứ đầu tiên muốn tiêu diệt, chính là không sợ minh rồi khi đó không sợ Minh đứng mũi chịu sao, cùng các thế lực lớn của độc lập châu vây quét Atula, thù này cũng lớn. Nếu muốn nói tới hai đại cừu địch của Atula, thứ nhất chính là võ đạo liên minh, thứ nhì, không sợ Minh chạy không thoát. Trụ sở chính của không sợ Minh, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, bắt đầu lại là đứng ngồi không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Bắt đầu ở trước mặt Diệp Oản Oản đã đi qua đi lại mười mấy vòng. Mẹ cậu lại bị xe đụng, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, bắt đầu hơi sướng sờ, sắc mặt hơi có chút lung túng. Chưa từng nghĩ, Phong Tỷ lại còn nhớ chuyện này. Phong Tỷ, không phải là mẹ đệ bị xe đụng, là xảy ra đại sự. Bắt đầu lập tức ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy thần bí, nói, Phong Tỷ, chẳng lẽ, tỷ quên Atula rồi sao? Atula? nghe vậy, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ, đi tới độc lập châu thời gian dài như vậy nhất là sau khi giả mạo không sợ minh chủ Diệp hoàn hoàn đã đem sự tích những năm gần đây của độc lập châu hỏi thăm hết một lần liên quan tới Atula cũng biết được một chút nghe đồn năm đó ở độc lập châu Atula là thế lực duy nhất dám cùng võ đạo liên minh công hội cứng đối cứng mà theo tin đồn Atula chủ khát máu tàn bạo là một vị siêu cấp đại bạo quân nổi danh nhất độc lập châu chỉ tiếc Mãi đến nay, hình dáng cùng tên họ của Tu La chủ, không một ai biết. Lâu ngày, Tu La chủ trở thành biểu tượng của sự tàn bạo không một thứ gì có thể thay thế được. A à, Tu La không phải là rất nhiều năm cũng không hề xuất hiện rồi sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu. Đúng vậy, chính là rất nhiều năm không hề xuất hiện, Bắc Đầu gật đầu liên tục, chỉ bất quá, gần đây cho tàn A Tu La lại cháy. Nghe đồn, Tu La chủ đã trở về. Trở về thì trở về chứ sao? Diệp Oản Oản thần sắc bình thản nói. Nghe vậy, bắt đầu lập tức tặng cho Diệp Oản Oản một ngón tay cái hướng lên trên, tuyệt vời. Không hổ là phong tỷ của đệ, dũng khí vô song, quả thật rồng phượng trong loài người. Nói tiếng người, Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, trước mắt không sợ mình chúng ta, lại đã từng tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula. Tỷ là người phải đứng mũi chịu xào đấy. Gã Tu La chủ này trở về, sợ rằng người đầu tiên muốn giết chết chính là tỷ nhưng Phong tỷ lại không sợ hãi, để thật sự bội phục. Bắt đầu mặt đầy vẻ sùng bái. Diệp oản oản, má, bao phê, không sợ Minh Nam đó lại có thể tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula. Tóc húi của ca lại còn có thể đắc tội với Tu La Chủ. Cái này con miệng nó, thật sự là muốn chết sao. Một gã cầu tạp trùng thôi còn chưa đủ, vậy mà con miệng nó lại xuất hiện thêm một gã Tu La Chủ, chờ qua mấy ngày nữa có phải là hội trưởng võ đạo liên minh công hội cũng đều bị tóc húi cua ca đắc tội qua hay không? Phong tỷ, đừng nói tới tứ đại thế gia độc lập châu, nhiếp, kỳ, lăng, thẩm đều bị tỷ quẩy tương bừng, nhưng tứ đại thế gia đó lại ngại cục đá thối như chúng ta, không muốn chọc vào chúng ta. Nhưng gã tu la chủ kia, chính là bạo quân tàn nhẫn đại danh đỉnh đỉnh tại độc lập châu. Chỉ sợ lần này, bắt đầu có chút trột dạ nói. Cậu đúng là một đứa chẳng có chút tiền đồ nào chỉ là một gã tu la chủ, tôi cũng không sợ, cậu sợ cái gì? Diệp oản oản lườm bắt đầu. Trời má, quả nhiên đúng như nàng phỏng đoán vậy, tứ đại thế gia cũng bị tóc húi cua ca đắc tội qua. Hi hi, phong tỷ, đệ đời này bội phục nhất chính là tỷ. Đánh nhau với sát thủ của nhiếp gia, tiêu diệt chi nhánh kỷ gia, đoạt sạch tiền của thẩm gia. Bắt đầu nhẹ giọng cười nói. Diệp oản oản, Chương 1325, thú cưng đáng yêu của tóc húi cua ca. Chuyện tiêu diệt chi nhánh hay đánh nhau với sát thủ, Diệp Oản Oản đều có thể hiểu được. Nhưng việc cướp tiền của thẩm gia này lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, tác phong làm việc của tóc húi cua ca như thế, quả thật rất phù hợp với phong cách tổng thể của Không Sợ Minh. Trước đó, không phải là Không Sợ Minh còn muốn diệt Chu gia, cướp đi địa bàn của Chu gia hay sao? Phong tỷ, với phong cách làm việc của Tu La chủ Phòng Trừng đối với những thứ tôm tép nhỏ bé như tụi đệ sẽ không để vào trong mắt, sợ rằng sẽ bắt tỉ để khai đao. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. "Diệp Oản Oản, nàng kết quả đã tạo ra cái nhiệt gì, chính mình chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi mà, lại thuận tiện mượn dùng thế lực của Không Sợ Minh để tìm Tư giả Hàn. Bây giờ ngược lại thì hay rồi, bên trái một gã cầu tạp trùng, bên phải một gã kỳ hoàng, giờ lại còn xuất hiện thêm một gã đồ tể tu la chủ." Ai ơi mau mau tới cứu tôi đi, hu hu. Có tôi ở đây, không cần hốt hoảng. Cậu cũng là cao tầng trong không sợ minh, hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì. Diệp oản oản ngoài mặt lãnh khốc, lường bắt đầu, nhưng mà, đến lúc đó sợ rằng người đầu tiên chạy trốn chính là. Phong tỷ nói đúng lắm, bắt đầu gật đầu liên tục. Còn không đợi Diệp oản oản tiếp tục mở miệng, cửa phòng làm việc đã bị gõ cốc cốc cốc. Vào đi, Diệp oản oản nói. Phong tỷ, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào? Diệp Oản hỏi. Tôi đem Beerus trở về rồi. Thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Beerus. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ, cái thứ gọi là Beerus này là vật gì? Lúc này, một dự cảm bất an từ trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên. Chỉ sợ, cái gã thất tinh này lại muốn sò xét chính mình. Nhưng mà, khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng nhức đầu chính là, nàng ngay cả Beerus trong miệng thất tinh là cái gì cũng không biết. A, à, Birus bị trở về. Lúc này, Bắc Đầu thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỉ, thất tinh thật sự quá có tâm. Thú cưng Birus tỉ nuôi trước khi rời đi, để còn nhớ Phong tỉ rất thương yêu nó. Theo tiếng nói của Bắc Đầu rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng của thất tinh chậm rãi rơi vào trên người Bắc Đầu. Nghe được lời này của Bắc Đầu, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, thất tinh, dẫn tôi tới. Vâng, thất tinh xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cùng bắt đầu đi theo sau lưng thất tinh, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản hơi có chút thấp thỏm, cái gã tóc húi cua ca kia rốt cuộc nuôi loại thú cưng gì. Nếu như là mèo mèo chó chó, mọi việc đại cát, nhưng nếu như... Chỉ chốc lát sau, thất tinh dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một gian phòng trống, còn chưa đến gần, từ bên trong căn phòng này, đã truyền tới một loạt âm thanh mãnh thú gào thét làm cho lòng người sợ hãi. Diệp Oản Oản, hơ hơ, các bạn có biết cái gì gọi là tuyệt vọng không? Là thứ tôi đang phải trải qua. Chỉ nghe tiếng, đôi chân Diệp Oản Oản như muốn nhũn ra, nhưng nàng có thể lựa chọn không đi vào được sao? Quả nhiên trưởng thành, tiếng kêu đều thay đổi đến đáng sợ như vậy. Bắt đầu gật đầu tán thưởng liên tục. Rất nhanh, thất tinh đem cửa phòng mở ra. Diệp Oản Oản liếc nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng trên ghế salon, một con mãnh thú toàn thân đen tuyền đang nằm đó. Cao quý, đen nhánh, yêu dị, đây là ấn tượng đầu tiên hiện ra trong đầu Diệp Oản Oản. Bây giờ, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã thấy rõ, Beerus trong miệng thất tinh, thì ra là một con báo đen. Giờ phút này, đôi con người sắc bén của báo đen lóe lên, chậm rãi quét qua bắt đầu và thất tinh, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ không nhớ Beerus sao? thất tinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Cũng còn khá, Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười vui, khá cái lông há. Còn không đợi thất tinh tiếp tục nói gì, báo đen Beerus chậm rãi từ trên ghế salon nhảy xuống, dù cái đuôi lớn, từng bước một đi về phía ba người. chương 1326, cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra nụ cười, cố giả vờ chấn định, làm sao bây giờ? Mãnh thú và nhân loại cũng không giống nhau, bọn chúng không phải là xem mặt mà là nghe mùi. Mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố tình giả bộ mình là không sợ Minh chủ tóc húi cua ca, nhưng ở trước mặt mãnh thú thì sao? Hiện nay, ở trước mặt Thất Tinh, Diệp Oản Oản không thể để lộ ra những suy nghĩ lo lắng trong lòng, chỉ có thể thầm cầu nguyện mà thôi. Bất kể virus như thế nào, Diệp Oản Oản đã có sẵn dự tính, chuẩn bị tốt một lời giải thích hợp lý mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú huống chi căn cứ theo bác đầu từng nói thời điểm tóc húi cua ca nuôi virus nó bất quá vẫn còn là con non nuôi đến một tuổi thì tóc húi cua ca liền mất tích đã nhiều năm như vậy nếu như virus không nhận biết tóc húi cua ca nghe không ra hoặc là quên mất khí tức trên người của tóc húi cua ca vậy cũng không phải là vô cùng bình thường sao dĩ nhiên diệp oản oản đã chuẩn bị xong lời giải thích hợp lý bác đầu nhất định sẽ tin tưởng nhưng thất tinh có tin hay không Chuyện này liền khó nói rồi. Grao, báo đen Birus đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng giống to. Bây giờ ở khoảng cách gần nghe được mãnh thú gào thét, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy màng nhĩ rêm rêm, tiếng gào thét như cuồng phong vũ bão, làm cho người ta không rét mà run. Xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi có chút trắng bệch, chính mình nỗ lực lâu như vậy, nào ngờ đâu có thể bị một con báo đen phơi bày thân phận. Con miệng nó. Thầy báo đen Beerus đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh giá thấu xương của thất tinh, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh kinh người. Thậm chí, Diệp Oản Oản có thể cảm thụ ra được sát ý như ẩn như hiện của thất tinh. Thật ra thì, Diệp Oản Oản mới vừa định đem một loạt lời biện hộ mình đã chuẩn bị sẵn nói ra, nhưng mà một đám lông đen bóng mượt lại đột nhiên rụi rụi rút vào trong bụng mình cọ tới cọ lui cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cúi đầu xuống quan sát. Giờ phút này, chỉ thấy chú báo đen virus trước đó còn vô cùng cao lãnh khát máu, bây giờ lại dùng cái đầu to lớn của nó, làm núng cọ cọ rụi rụi chính mình. Diệp Oản Oản, đây là cái tình huống gì? Ha ha, phong tỷ, năm đó đệ đã nói virus rất có linh tính mà. Tỷ xem, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể nhận ra được tỷ. Bắt đầu cười một tiếng, tay phải sờ loạn một hồi ở trên người của Beerus giống còn không đợi Diệp oản oản mở miệng nói chuyện, Birus gầm lên đầy giận dữ, bộ lông màu đen toàn thân dựng đứng lên, trong mắt là sự hung tàn hoang dã nguyên thủy của mãnh thú, chân chân nhìn chòng chọc bắt đầu gần như trong nháy mắt, bắt đầu cứng nờ tại chỗ, tay phải vẫn còn đang bẹo gò má trái của Birus. Phong Phong tỷ tỷ nhanh nhanh khuyên nhủ nó, Birus năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà để ăn đấy, ngươi quên rồi sao? bắt đầu vội vàng nói. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản đem tay của bắc đầu gỡ ra. Cái tay này làm vậy có phải là quá khinh thường báo đen rồi hay không? Lại túm lấy mặt báo đen nặn tới nặn lui, có bị cắn nứt cũng không oan hả à nha? Beerus ngoan ngoán, không được tức giận. Diệp Oản Oản dùng kỹ năng ban đầu thu phục đại bạch, áp dụng ở trên người của Beerus. Mắt thấy Beerus không có phản ứng, Diệp Oản Oản đánh bạo, dùng tay phải gãi gãi nhẹ ở nơi cầm của Beerus. Nhưng mà kết quả lại khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng mừng rỡ. Nhìn cái bộ dáng này của báo đen Beerus, tựa hồ có chút hưởng thụ. Phong tỷ, cái con báo Beerus này chỉ nhận tỷ, ai cũng không nhận. Quá nguy hiểm, phải để cho nó cút ngay. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Để cho cậu cút đi ngay không phải hay hơn sao? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Nghe vậy, bắt đầu liền vội vàng nặn ra một vẻ mặt tươi vui nhìn về phía Beerus, bé ngoan à, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ta rất tán thưởng ngươi đó nha. Diệp Oản Oản, Tiết Tháo ở đâu? Thất Tinh đứng ở một bên, nhìn thấy báo đen Beerus vô cùng gần gũi với Diệp Oản Oản, thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ. Chương 1327, huynh bị ngứa ra đầu sao? Beerus từ nhỏ đã được Không Sợ Minh Chủ nuôi dưỡng, hơn nữa chỉ nhận mỗi mình Không Sợ Minh Chủ, bất luận kẻ nào cũng đều khó tiếp cận. Giờ phút này thất tinh nhìn thấy Diệp Oản Oản và Beerus thân mật như thế, trong lòng lộ ra sự kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu gặp phải Diệp Oản Oản, thất tinh liền vô cùng hoài nghi thân phận không sợ minh chủ của Diệp Oản Oản, mà phần nghi ngờ này càng ngày càng tăng dần theo thời gian. Nhưng mà, chính mình mỗi một lần dò xét, Diệp Oản Oản lại có thể ứng đối lại được, tuy rằng cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Như Beerus lúc này mà nói, nếu như nữ nhân này thật sự không phải là không sợ minh chủ, Beerus tại sao lại thân cận đối với nàng như thế? Không nói đến Thất Tinh, ngay cả chính bản thân Diệp Oản Oản trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc. Nhìn thấy cái đầu to lớn của Beerus cọ tới cọ lui ở trên bụng mình, khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười khó hiểu. "Huynh đài à, huynh bị ngứa ra đầu sao?" Đối với việc thú cưng của tóc húi cua Beerus tại sao lại thân cận với mình như vậy, Diệp Oản Oản cũng không thể hiểu được. Có thể là nàng cuối cùng cũng gặp may mắn được một lần có đôi khi những thứ như khí chàng thật sự rất huyền diệu cũng giống như đại bạch lần đầu tiên nhìn thấy đường đường cũng rất yêu thích cậu bé minh chủ đúng vào lúc này một ông lão không biết từ chỗ nào xuất hiện chạy vội đến đây đây không phải là bia rớt sao lại cũng có thể quay về rồi lão già nhìn về phía báo đen bên cạnh diệp oản oản mặt đầy vẻ kinh ngạc lão già này diệp oản oản cũng không tính là xa lạ ngày đó thời điểm lão già này và thất tinh dự định hủy diệt chu gia Diệp Oản Oản cũng đã từng gặp qua. Sao vậy? Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn lão già. Nghe tiếng, trên mặt ông lão là một nụ cười đầy nịnh nọt, minh chủ, là như thế này, tôi mới vừa phát hiện, khu vực phụ cận trụ sở chính của chúng ta có một nhóm người lén lén lút lút. Tôi thấy phỏng trừng cũng không có chuyện gì tốt, nói không chừng là người của phe đối phương phái tới, cho nên muốn tới hỏi thăm minh chủ, nên xử lý như thế nào nếu như là thường ngày ông ta làm sao sẽ dài dòng như vậy trực tiếp giết chết là tốt rồi bất quá từ sau khi minh chủ trở lại cũng không giống như trong quá khứ thường xuyên tìm ông ta luyện chiêu thừa dịp cơ hội này tới trước mặt minh chủ gặp mặt dường như cũng không tệ loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cho ông phải làm gì diệp oản oản lạnh lùng nói điều tra rõ là được rồi nếu không có gì thì thả đi nhưng nếu thật là thế lực đối nghịch phái tới nhốt lại là được giả giả giả, nghe lệnh, lão giả gật đầu liên tục, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra được mấy bước, lão giả bỗng xoay người lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, bổ sung thêm, minh chủ, đúng rồi, mấy người kia nói chủ nhân của bọn họ là cái gì mà tử vong hoa hồng, bảo chúng ta cấp cho chút mặt mũi gì đó. Tử vong hoa hồng, nghe được lời nói này, ngay cả bác đầu và thất tinh cũng theo đó sửng sốt một chút. Nghe đồn, Tử vong hoa hồng rất có thể là thế lực siêu cấp khủng bố sánh ngang hàng cùng với Atula. Chỉ bất quá, năm đó nhiếp ra không phải là đã công bố, căn bản không có cái gọi là Tử vong hoa hồng. Cái gọi là Tử vong hoa hồng, chẳng qua chỉ là bịa đặt mà ra, là do Tam sao thất bản tạo thành mà thôi. Làm sao bây giờ còn lòi ra được một cái Tử vong hoa hồng chứ? Phong tỷ, chuyện này có chút kỳ hoặc, chỉ bằng chúng ta đi xem một chút đi." Bác Đầu hướng về Diệp Oản Oản nói. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản trong lòng kinh ngạc không thôi. Thứ này nhất định là trùng hợp, trời má, khoảng cách từ Hoa Quốc đến Độc Lập Châu xa như vậy, không thể nào là nhóm 5 người lính đánh thuê ở nhà nàng được. Nếu như là nhóm 5 người lính đánh thuê tìm tới, há chẳng phải là sẽ khiến thân phận của nàng hoàn toàn bại lộ sao? Từ đáy lòng của Diệp Oản Oản lầm bẩm không có khả năng, ngoài mặt cũng bình tĩnh không lay động. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực là không thể nào đoán chừng là phen cuồng của thế lực tử vong hoa hồng vì sùng bái cuồng nhiệt thần tượng mà thôi. Loại chuyện này, mấy năm nay cũng vô cùng thường gặp đó nha. chương 1328, khí thức ngày tận thế. Minh chủ, vậy ngài xem, tôi trước tiên nhốt bọn họ lại để điều tra rõ ràng, hay là minh chủ ngài tự mình đi thẩm tra? Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Đi xem một chút đi, ngữ khí thất tình hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, Bất đắc dĩ, diệp oản oản cũng chỉ có thể như thế, theo lão giả đi xuống dưới lầu. Lầu 3, trong phòng giam. Đám người tiểu loli và hải địch chố mắt nhìn nhau. Cái gã kỳ hoàng kia cũng quá biết đào hố đi, không phải là nói cho bọn họ biết chủ nhân đang ở tại Không Sợ Minh sao? Giờ thì hay rồi, sau khi bọn họ lấy can đảm đi tới Không Sợ Minh, liền báo ra danh hiệu của Tử vong hoa hồng. Người của Không Sợ Minh ngược lại thật là dứt khoát, lại trực tiếp đem bọn họ nhốt lại coi như là ở tại độc lập châu chủ nhân bọn họ tử vong hoa hồng hẳn cũng là có danh tiếng vang dội mới đúng chứ con bà nó mấy người chúng ta không phải là sẽ chết tại không sợ minh đấy chứ không sợ minh này là thế lực gì mọi người ai cũng đều biết hải địch đánh giá chung quanh muốn từ nơi này chạy đi tựa hồ có chút không mấy thực tế làm sao bây giờ cường ca tôi thật sự rất sợ nam tóc dài kéo lấy cánh tay của nam dâu run lẩy bẩy sợ cái gì, có cường ca ở chỗ này, không sợ mình cũng phải cấp cho cường ca mấy phần mặt mũi. Nam dâu cười lạnh nói, cường ca, anh thật lợi hại, vậy chúng ta tại sao còn bị nhốt ở chỗ này? Nam tóc dài nhìn về phía nam dâu, ho khan khục, có khả năng là phương thức đón khách của không sợ minh tương đối đặc thù. Nam dâu mở miệng nói, nghe vậy, hải địch lườm nam dâu, sắp chết đến nơi, lại còn ở đó chém gió sao. Càn dỡ, cậu dám nghi ngờ cường ca của tôi. Mập mạp chết bầm, nam tóc dài hung ác trợn mắt lườm hải địch. Hải địch, Khương Lão, làm sao bây giờ? Hải địch không thèm để ý đến nam tóc dài, nhìn về phía Khương Lão nãy giờ vẫn không hề mở miệng. Nghe tiếng, Khương Lão lại lắc đầu một cái. Đối với thế cục của độc lập châu, mấy người bọn họ hoàn toàn không nắm được. Hiện nay, bị nhốt ở không sợ minh, làm sao biết được nên làm thế nào cho phải. Thật là đói quá đi mà. Tiểu lô hai tay ôm bụng, ủ rũ ngồi ở một bên. Còn không đợi hải địch mở miệng nói gì, ánh đèn bên trong buồng giam bỗng nhiên sáng lên. Thất tinh và bắt đầu, cộng thêm lão già, ba người trước tiên tiến vào bên trong căn phòng. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao lại bắt chúng tôi? Nam tóc dài nhìn về phía lão già, tức giận gào lên. Bọn họ căn bản cái gì cũng không làm, đi tới không sợ minh, bất quá chỉ là muốn tìm chủ nhân mà thôi chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu tử vong hoa hồng lại bị bắt cái này còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao im miệng lão già hung ác trợn mắt lườm nam tóc dài trong năm người này gã ta là kẻ nói nhiều nhất im miệng nam tóc dài cười lạnh một tiếng im miệng thì im miệng một bên lưu ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt liếc mắt nhìn đám người thất tinh một cái từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng mãi đến giờ phút này diệp oản oản lúc này mới lững thững tiến tới đi vào bên trong căn phòng nhưng mà diệp oản oản vừa mới đưa mắt nhìn sang liền thấy bị giam ở bên trong phòng không là nhóm năm người lính đánh thuê còn có thể là ai trong nháy mắt diệp oản oản cảm nhận được khí thức của ngày tận thế nhóm năm người lính đánh thuê này làm sao lại có thể từ hoa quốc chạy đến độc lập châu rồi vậy hả lại là làm cách nào tìm ra được không sợ minh còn biết chính mình đang ở chỗ này mấy người tiểu lô ly và hải địch sau khi thấy diệp oản oản xuất hiện cả người nhất thời cả kinh kỳ hoàng quả thực là không lừa bọn họ chủ nhân thật sự đang ở tại không sợ minh tiểu lô ly bỗng nhiên đứng dậy mặt đầy kích động nhìn về phía diệp oản oản chủ tiểu lô ly vừa muốn mở miệng lại bị diệp oản oản cắt ngang các ngươi nói mình là thành viên của tử vong hoa hồng diệp oản oản nhìn về phía mấy người tiểu lô ly lạnh giọng quát lên chương 1329, vẫn khỏe chứ? Nghe được lời nói này, đám người Khương Lão và Tiểu Lô đều sững sờ. Lời này của chủ nhân là có ý gì? Không chỉ như vậy, biểu hiện bây giờ của chủ nhân thật giống như hoàn toàn không biết bọn họ chuyện này là như thế nào. Mới vừa rồi, tôi nghe nói, các người tới không sợ minh để tìm người, đúng không? Giờ phút này, thất tinh nhìn về phía đám người hải địch tra hỏi. Đúng vậy, Tiểu Loli theo bản năng gật đầu một cái, cũng không phải là tìm người sao, hơn nữa người muốn tìm cũng đã xuất hiện rồi. Vậy, các người muốn tìm ai? Thần Sắc Thất Tinh như có thâm ý khác. Một bên, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lại nhìn Thất Tinh một chút, chân mày hơi hơi nhíu lên, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thật là có nỗi khổ khó nói. Nếu như lúc trước, nhóm năm người lính đánh thuê này không đề cập bọn họ thuộc thế lực của Tử Vong Hoa Hồng, nàng hoàn toàn có thể thoải mái thừa nhận việc nhóm 5 người lính đánh thuê này là thủ hạ nàng thu sau khi rời khỏi độc lập châu. Nhưng mà, nhóm 5 người lính đánh thuê sau khi đi tới không sợ minh liền kêu gào mình là người của tử vong hoa hồng, Diệp Oản Oản kiên quyết không thể thừa nhận. Tử vong hoa hồng căn bản chính là một thế lực giả tạo, cũng không hề tồn tại. Tóc húi của ca thân là không sợ minh chủ, làm sao lại có thể đi giả mạo hắc quả phụ. Bây giờ, Diệp Oản Oản đã quyết định chủ ý trong lòng vô luận như thế nào chính mình cũng không thể thừa nhận nếu không nàng và nhóm 5 người lính đánh thuê hôm nay chỉ sợ toàn bộ đều sẽ phải chết tại đây người nói các ngươi là người của tử vong hoa hồng chẳng lẽ các ngươi hôm nay tới chỗ này là muốn tìm hắc quả phụ sao diệp oản oản thấy tiểu loli lại muốn mở miệng trong lòng nôn nao vạn phần trên mặt lại bày ra vẻ lạnh lùng bình thản chuyện này tiểu loli hơi sướng sờ nhìn diệp oản oản căn bản không biết chủ nhân của mình nói như vậy là có ý gì. Ha ha, dĩ nhiên không phải là đến tìm hắc quả phụ. Lưu Ảnh ở một bên chưa bao giờ lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng. "Lưu Ảnh." Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về phía Lưu Ảnh nhìn lại. Mới vừa tiến vào bên trong phòng giam, nàng cũng không chú ý tới Lưu Ảnh. Mà sau khi Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh, tim nàng bỗng như muốn ngừng đập gã lưu ảnh này làm sao lại sẽ cùng nhóm 5 người lính đánh thuê ở chung một chỗ. Nàng và lưu ảnh lại có thủ oán. Nếu như lưu ảnh vì tiện nói gì, nàng cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ chạm mặt ở một nơi như thế này. Lúc này, lưu ảnh nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản thầm than không hay. Người biết bạch phong tỉ, ánh mắt lạnh như băng của thất tinh rơi vào trên người lưu ảnh. Bạch Phong, lưu ảnh nhìn về phía thất tinh, cái gì Bạch Phong? Người nói nàng là Bạch Phong. Làm sao, người cảm thấy, nàng không phải là Bạch Phong. Ánh mắt lạnh giá thấu xương của thất tinh, vô tình hay cố ý hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Nhóm 5 người lính đánh thuê đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ rốt cuộc nên nói gì nữa. Nàng dĩ nhiên không phải là Bạch Phong, lưu ảnh cười lạnh một tiếng. Ồ, thất tinh như có điều gì suy nghĩ, nếu ngươi nói ngươi biết nàng vậy ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc là ai? Lúc này, ánh mắt lưu ảnh rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nàng không phải là không sợ minh chủ, tóc húi cua ca à. Nguyên bản, Diệp Oản Oản đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thân phận bị phơi bày, nhưng mấy câu nói của lưu ảnh lại khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc trong lòng. Ha ha, cũng không kỳ quái, tên của phong tỷ, đa số mọi người đều không biết được, chỉ biết ngoại hiệu của phong tỷ. Bắt đầu cười lớn một tiếng, Ồ, nguyên lai like không sợ minh chủ tóc húi cua ca lại tên là Bạch Phong. Lưu ảnh gật đầu một cái, chợt hướng về Diệp Oản Oản nói, minh chủ, vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp. chương 1330, thật sự định thu rồi hả? Ừ, mặc dù không biết cái tên lưu ảnh này rốt cuộc đang dở cho quỷ gì, nhưng tình huống hôm nay, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể gật đầu ứng đối. Ha ha, thật khiến cho người ta hoài niệm nha. Lưu ảnh khẽ mỉm cười, năm đó minh chủ một mình một ngựa tại hoa quốc diệt một nhóm thế lực đen tối khi đó mấy người chúng tôi vừa vận đắc tội cái thế lực đen tối kia cũng coi như cơ duyên xảo hợp được minh chủ cứu vớt nghe vậy nhóm năm người lính đánh thuê ngẩn ra một chút bọn họ khi nào lại bị thế lực đen tối uy hiếp bao giờ minh chủ tôi tên là lưu ảnh đã nhiều năm như vậy ngài còn nhớ chúng tôi sao lưu ảnh cười nói Diệp Oản Oản giả vờ trầm tư chốc lát rồi mới trả lời, nghe cậu nói như vậy, quả thật có chút ít ấn tượng. Đáng tiếc, ban đầu mấy người chúng tôi muốn đi theo Minh Chủ, Minh Chủ lại cự tuyệt. Cuối cùng nói cho chúng tôi biết, nếu như chúng tôi có thể đi tới Độc Lập Châu, liền có thể xem xét thu nhận chúng tôi. Minh Chủ, hành trình của chúng tôi gặp rất nhiều trắc trở, nhưng cũng rốt cuộc theo được dấu chân của ngài, đi tới Độc Lập Châu. Lưu ảnh nói, trong nhóm 5 người lính đánh thuê, Khương Lão là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần. Mặc dù không hiểu được vì sao Lưu Ảnh lại nói như vậy với chủ nhân, nhưng trước tiên cứ theo lời Lưu Ảnh giải thích, tiếp tục giả vờ đã, tuyệt đối không sai. Minh chủ, chúng tôi muốn đi theo ngài. Khương Lão liền vội vã mở miệng. Yo, các người thật là có nghị lực à nha. Bất quá, không sợ mình chúng ta không phải là ai cũng có thể vào. Hơn nữa, các ngươi là người ngoại lai. Người ngoại lai, vốn là phải chết bắt đầu nhìn về phía đám người lưu ảnh, lạnh giọng cười nói. Chờ một chút, bỗng nhiên, thất tinh mở miệng, trước đó, các ngươi không phải nói chính mình thuộc về thế lực tử vong hoa hồng sao. Tại sao so với lời giải thích hiện tại, lại có chút không khớp vậy? Chuyện này, Khương Lão hơi hơi nhíu mày. Đây cũng chỉ là một chút tâm cơ nhỏ của chúng tôi mà thôi. Lưu ảnh nói, không sợ minh là quái vật khổng lồ đến mực nào, loại tôm tép như chúng tôi, nếu như đi tới không sợ minh, nói muốn gặp không sợ minh chủ tóc húi cua ca các người không phải là sẽ trực tiếp đem chúng tôi đuổi đi sao nhưng nếu như chúng tôi nói mình là người của tử vong hoa hồng với thế lực của tử vong hoa hồng hẳn là sẽ kinh động được minh chủ kết quả rất hiển nhiên mục đích của chúng tôi cũng đạt được không phải sao lưu ảnh nhìn về phía thất tinh lưu ảnh lâm vào trầm tư ánh mắt dò xét đánh giá lấy lưu ảnh các người vì muốn gia nhập không sợ minh quả thật là đã nhọc lòng diệp oản oản nhìn về phía đám người lưu ảnh nói đúng vậy chủ minh chủ chúng tôi thật sự muốn đi theo ngài tiểu lô ly ủy khuất líu lo mở miệng phong tỷ bọn họ là người ngoại lai dựa theo quy củ truyền thống của võ đạo liên minh công hội ban bố thất tinh nhìn về phía diệp oản oản thế nào tôi làm chuyện gì còn phải cần cậu nhắc sao diệp oản oản lạnh lùng nói dĩ nhiên là phong tỷ tự làm chủ thất tinh lui sang một bên không lên tiếng nữa bắt đầu, dẫn bọn họ mang tới phòng làm việc của tôi. Diệp Oản Oản hướng về phía bắc đầu dặn dò một phen, xoay người rời đi. Sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Oản Oản sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn lên. Không thể không nói, hôm nay thật quá hung hiểm, gã lưu ảnh đó, rốt cuộc đang có ý đồ xấu gì. Nàng vốn cho rằng, thân phận của mình sẽ bị lưu ảnh vạch trần. Ai ngờ đâu, lưu ảnh ngược lại còn giúp nàng một tay. Chuyện này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ. Bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản nghi ngờ là nhóm 5 người lính đánh thuê tại sao lại ở chung một chỗ cùng với Lưu Ảnh, hơn nữa 6 người này toàn bộ đều đi tới Độc Lập Châu. Hơn nữa, bọn họ còn biết chính mình đang ở tại Không Sợ Minh. Phong Tỷ, mấy cái người ngoại lai này, tỷ không phải sẽ thật sự định thu rồi hả? Giờ phút này, bắt đầu đẩy cửa đi vào. Bọn họ đâu?" Diệp Oản Oản hỏi. Ngoài cửa đấy, nhưng vẫn chưa để cho bọn họ đi vào. Bắt đầu mở miệng nói. chương 1331, nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Bắt đầu trầm tư chốc lát, đầy thành khẩn mở miệng nói, phong tỷ, đệ vừa mới nghe nói, võ đạo liên minh công hội đang chuẩn bị định làm phiền tỷ. Ồ, nghe vậy, Diệp Oản Oản bỗng sướng sờ, chính mình đang êm đẹp, võ đạo liên minh công hội vì sao phải tới gây phiền toái cho mình. Về phần tại sao, Hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Bất quá, bị võ đạo liên minh để mắt tới, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Quy củ của độc lập châu chúng ta là cấm người ngoại lai. Nếu như Phong tỷ nhận mấy người kia, chỉ sợ là không tốt lắm. Bắt đầu lại nói, quy củ của độc lập châu, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chỉ bất quá, không sợ Minh chủ tóc húi cua ca, cho tới nay không phải đều là làm việc không theo một quy củ nào hay sao? Còn nữa, Phong tỷ Sáu người kia tuy thả ở bên ngoài cũng coi như không tệ, nhưng ở tại Độc Lập Châu chính là phế vật. Nói gì tới việc gia nhập Không Sợ Minh chúng ta, bọn họ có thể làm gì? Nuôi chỉ phí cơm phí gạo, bắt đầu không ngừng khuyên Diệp Oản Oản. Đối với những lời này của Bắc Đầu, Diệp Oản Oản lại không hề phản bác. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản lúc này mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loại giống như Lưu Ảnh mà nói. Ngày trước là tổng đội trưởng ám vệ tư gia tại Hoa Quốc, thực lực đương nhiên là không tầm thường. Nhưng chỉ là tại Hoa Quốc mà thôi, nếu như đặt ở Độc Lập Châu, căn bản là không đáng nhắc tới. Cậu đi ra ngoài trước, để cho bọn họ đi vào. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, mở miệng nói: "Chờ đã, Phong tỷ, còn có chuyện, Ôn tự nhiên sắp quay trở lại." Bắt Đầu ngập ngừng mở miệng nói: "Ôn tự nhiên, nghe vậy, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc mấy ngày nay đi tới không sợ minh, Diệp Oản Oản cũng đã tìm hiểu rất nhiều về các mối quan hệ của tóc húi cua ca, đối với gã ôn tự nhiên này cũng đã từng nghe nói qua. Là ca ca kết nghĩa của tóc húi cua ca. Nghe nói, hắn ta là một gã điên điên khùng khùng, có hung danh cực lớn tại độc lập châu. Diệp Oản Oản biết được, ôn tự nhiên và tóc húi cua ca Bạch Phong có quan hệ cực tốt, giống như là anh em ruột. Mà sau khi tóc húi cua ca mất tích, dù hắn đã làm một loạt đại động tác, nhưng vẫn không thể tìm ra được tin tức của tóc húi cua ca tôi biết rồi diệp oản oản gật đầu lại là một người quen cũ của tóc húi cua ca hơn nữa còn rất khó dây vào diệp oản oản âm thầm thở dài trong lòng thật là nhân sinh như trò đùa toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất lại tiếp tục như thế nàng hẳn là xứng đáng được nhận bức tượng oscar tí hon màu vàng kia nhưng mà hiện nay cũng chỉ có thể là binh đến tướng ngăn nước đến đất chặn cần chi quản hắn là ai, vai này nhất định phải diễn cho chọn. Nàng cũng không có chút biện pháp nào. Rất nhanh, bắt đầu xoay người rời khỏi phòng làm việc. Một lát sau, đám người lưu ảnh và năm người lính đánh thuê, lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong phòng làm việc. Đem cửa khóa lại, Diệp Oản Oản hướng về Nam Dâu nói. Nghe vậy, Nam Dâu vội vàng xoay người đem cửa phòng làm việc khóa trái. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Loli nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Mới vừa rồi, chủ nhân vì sao lại làm bộ như không quen biết bọn họ? Mà chủ nhân như thế nào lại trở thành không sợ Minh chủ rồi? Tôi muốn hỏi các người trước." Diệp Oản Oản hướng về đám người Tiểu Loli và Khương Lão, mở miệng hỏi, "Các người vì sao lại đến Độc Lập Châu và làm sao lại biết tôi đang ở tại Không Sợ Minh?" "Hả? Là Kỳ Hoàng nói đó." Tiểu Loli vô cùng thành thực trả lời. "Kỳ tu nhiễm?" Nghe tiểu lô ly nói như vậy, Diệp Oản Oản bóng sững sờ. Chúng tôi ở tại Hoa Quốc, bị người của Kỳ Hoàng bắt tới đây, Khương Lão hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Kỳ Hoàng còn nói cho chúng tôi biết, chủ nhân ngài đang ở tại không sợ minh. Cho nên, chúng tôi lúc này mới tìm tới. Tiểu lô ly nói, giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Trường 1332, tỉnh ngộ. Kỳ tu nhiễm để cho người đi đến Hoa Quốc, đem nhóm 5 người lính đánh thuê mang tới độc lập châu, chuyện này đã đủ để chứng minh, kỳ tu nhiễm đã biết thân phận của nàng. Lại liên tưởng tới hôm đó kỳ tu nhiễm tự giới thiệu mình với nàng. Bây giờ, Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định, kỳ tu nhiễm tất nhiên đã biết nàng cũng không phải là không sợ minh chủ tóc húi cua ca. Nhưng khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ ra được là, nếu như kỳ tu nhiễm thật sự biết thân phận của nàng, vì sao lại không vạch trần nàng? Hắn ta làm sao cũng theo tới rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh. Không biết, Khương Lão lắc đầu một cái, bọn họ đối với Lưu Ảnh cũng không hề quen thuộc như vậy. Về phần Lưu Ảnh là như thế nào bị mang tới độc lập châu, trong lòng bọn họ cũng không rõ ràng. Đã lâu không gặp, lúc này, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt hiện ra một nụ cười đầy khổ sở. Ban đầu... Sau khi Tư Minh Lễ và Tần Nhược Hy khống chế được Tư Gia, Lưu Ảnh cho là Tần Nhược Hy phản bội Tư Dạ Hàn, vì vậy đêm khuya lẻn vào trong phòng Tần Nhược Hy, vốn là muốn ám sát Tần Nhược Hy. Chỉ tiếc, ngày đó bản thân Tần Nhược Hy cũng không có ở tại tư gia, mà chính mình thì lại bị đoạn phi nhận lệnh của kỳ hoàng bắt đi, dẫn tới đây. Nghe lưu ảnh giải thích, Diệp oản oản như có điều gì đó suy nghĩ. Nếu đã nói như vậy, ban đầu cái gã đoạn phi đó dự định bắt Tần Nhược Hy mang tới độc lập châu. Chẳng qua là Tần Nhược Hy lại không ở trong phòng, trùng hợp gặp được lưu ảnh đang đi ám sát Tần Nhược Hy cuối cùng, đánh bậy đánh bạ lại đem lưu ảnh mang trở về. Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được, kỳ tu nhiễm rốt cuộc là có ý gì, vì sao lại đem những người có liên quan đến mình đều dẫn tới độc lập châu. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Khương lão, ông trước tiên dẫn bọn họ đi ra cửa chờ trước, tôi có việc muốn nói với lưu ảnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía Khương lão. Nghe vậy, Khương lão gật đầu một cái, dẫn theo đám người tiểu lô lui ra ngoài. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Lưu Ảnh hai người. "Tư giả Hàn, có tin tức không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, "Cửu gia mất tích không bao lâu, tư gia bị Tần Nhược Hy và Tư Minh Lễ khống chế, tôi đành rời khỏi tư gia tránh cơn phong ba." "Chẳng qua là, cửu gia đối với tôi có ân tình, Tần Nhược Hy như thế, tôi chỉ muốn giết hả ta." cũng coi như là lần trả ơn cuối cùng của tôi dành cho cửu gia, dành cho tư gia. Sau đó, tư gia có chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi. Sự trung thành của lưu ảnh đối với tư gia Hàn và tư gia, một điểm này, Diệp Oản Oản cũng không phản bác. Chỉ bất quá, người này thực sự là có chút ngu chung mà thôi. Oản Oản tiểu thư, chuyện trước kia, hết sức xin lỗi, lưu ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tự diếu cười một tiếng, tôi vẫn cho rằng, cô lưu lại ở bên cạnh cửu gia là có mưu đồ. Không nghĩ tới, thực sự là tôi quá ngu, người có mưu đồ, không phải là Oản Oản tiểu thư, mà là Tần Nhược Hy. Đối với Diệp Oản Oản, trong lòng lưu ảnh từ đầu đến cuối đều có một chút áy náy. Từ sau khi Tần Nhược Hy cầm quyền tư gia, anh ta không chỉ nhận thức được rõ bộ mặt thật của Tần Nhược Hy, lại càng hiểu được sự ngu xuẩn của chính mình. Những chuyện ngày trước tạm thời không đề cập tới, cậu mới vừa rồi. Diệp Oản Oản nhìn Lưu Ảnh, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Lưu Ảnh cười nhạt, cô muốn nói đến việc cô giả mạo không sợ Minh chủ sao? Diệp Oản Oản, tôi từ trong miệng Khương lão biết được, cô tự xưng là thủ lĩnh của Tử vong hoa hồng, hắc quả phụ. Nhưng Tử vong hoa hồng, nhiều năm cũng không xuất hiện, thủ lĩnh, chỉ sợ cũng không phải là Oản Oản tiểu thư chỉ mới ở độ tuổi này. Tôi liền suy nghĩ, có thể là Oản Oản tiểu thư giả mạo. Mãi đến khi ở tại Không sợ Minh gặp lại Oản Oản tiểu thư mà mấy người kia gọi oản oản tiểu thư là minh chủ, tôi lại nghĩ, có thể là Hoàn oản tiểu thư lần này lại giả mạo minh chủ không sợ minh. Chương 1333, cũng là thú cưng của cô. Mà gã thất tình kia, hiển nhiên là đối với thân phận của oản oản tiểu thư cũng không mấy tín nhiệm, tôi tự nhiên biết phải nói như thế nào. Lưu Ảnh giải thích. Diệp Oản Oản nghe xong gật đầu một cái, lại nói, anh chàng Lưu Ảnh này lúc còn ở tư gia mặc dù là ngu chung thường xuyên không phân được đúng sai phải trái, nhưng trừ đi một điểm này, lưu ảnh kỳ thực cũng là một người thông minh. Lần này, nếu như không có lưu ảnh, nàng và nhóm 5 người lính đánh thuê kia, chỉ sợ đã gặp phiền phức lớn rồi. Hoàn hoàn tiểu thư, cô bây giờ là không sợ minh chủ, xin cho tôi một cơ hội. Tôi không muốn trở về Hoa Quốc nữa. Lưu ảnh bỗng nhiên nửa quỳ ở bên người Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư. Nếu như giữ lại lưu ảnh, nàng cũng không mấy lo lắng lưu ảnh sẽ đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài với lý giải của nàng về lưu ảnh nếu như lưu ảnh đã tuyên thệ thành tâm ra sức liền nhất định sẽ không phản bội nếu như lưu ảnh muốn hại nàng trước đó căn bản cũng không cần phải thay nàng giải vây nếu như là đem lưu ảnh lưu lại phụ trách tại độc lập châu tìm kiếm tư dạ hàn ngược lại cũng không hẳn là một sự lựa chọn tốt trầm tư chốc lát diệp oản oản rốt cuộc cũng quyết định xong Vuốt cầm nói, cậu trước tiên dẫn theo đám người khương lão tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chuyện này, tôi sẽ có sắp xếp. Nhớ kỹ, không nên để cho đám người khương lão nhắc lại việc tử vong hoa hồng, càng không nên để cho bọn họ gọi tôi là chủ nhân. Đa tạo hoàn hoàn tiểu thư, tôi hiểu được phải làm gì. Lưu ảnh nhìn về phía Diệp hoàn hoàn, trong mắt hiện ra một tia cảm kích. Chợt, lưu ảnh đứng dậy rời đi. Mà sau khi lưu ảnh rời đi, báo đen virus lại chậm rãi đi vào phòng làm việc an tĩnh ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Một đôi con người giống như màu chuông đồng, bất ngờ nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đối với Beerus, giờ phút này đã không còn bất kỳ sợ hãi gì. Đứng dậy đứng ở bên cạnh Beerus, nàng dùng tay gãi gãi cầm Beerus. Beerus vô cùng hưởng thụ đem đầu dựa vào trên cánh tay của Diệp Oản Oản. Cánh tay của Diệp Oản Oản nhất thời chìm xuống, ho khan, không thể không nói, cái đầu này cũng không nhẹ nha. Minh chủ, vào thời khắc này, một vị lão giả nào đó vội vàng xông vào phòng làm việc. Grao, một đôi con ngươi làm người ta hoảng sợ của Beerus, trong nháy mắt nhìn về phía lão giả, trong miệng phát ra một tiếng gầm. Tiểu hắc ngoan nào, Diệp Oản Oản vội vàng trấn an Beerus. Beerus nhất thời híp mắt lại, có Diệp Oản Oản trấn an, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ. Lão già lúc này mới nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng, Minh Chủ, Kỳ Hoàng tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài, muốn cho anh ta đi vào sao. Tại không sợ minh, biết không sợ minh chủ là vị hôn thê của kỳ hoàng, cũng chỉ có mỗi mình thu thủy mà thôi, người bên cạnh cũng không nắm rõ được tình hình. Lão giả này thấy kỳ hoàng tới đây, sẽ cảnh giác phòng bị cũng là chuyện bình thường. Không cần kinh hoàng, dẫn kỳ hoàng qua đây, Diệp Oản Oản cau mày nói, vừa vặn, nàng cũng đang muốn hỏi kỳ tu nhiễm một chút. Vì sao phải đem nhóm 5 người lính đánh thuê bọn họ dẫn tới độc lập châu? Nếu minh chủ cũng đều đã nói như vậy, lão giả đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, kỳ tu nhiễm khóe môi còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nàng bỗng nhìn thấy, ở sau lưng kỳ hoàng, lại là một con đại bạch hổ thân hình to lớn. Chuyện này, con đại bạch hổ này, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng không xa lạ gì, không phải là đại bạch của nàng hay sao? Đại Bạch trực tiếp đi tới trước người Diệp Oản Oản, đôi mắt nó quan sát Diệp Oản Oản trong chốc lát, như có chút hít tâm tình phức tạp ở bên trong. Beerus đứng dậy, nhìn thấy Đại Bạch ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra hung quang khó hiểu. Con bạch hổ này, hẳn cũng là thú cưng của cô. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Anh cũng biết, Diệp Oản Oản nhất thời cau mày nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, kỳ tu nhiễm nhất định là đã đem hết thảy về nàng điều tra rõ ràng. chương 1334, kết hôn cái cọng lông á. Biết, biết cái gì, kỳ tu nhiễm cười nhạt nói, những ngày cô rời khỏi độc lập châu này, thì ra là đi đến Hoa Quốc. Chỗ đó cũng không tệ, sợ cô cô độc, lúc này mới đưa một vài người bằng hữu Hoa Quốc của cô cũng mang tới, hẳn là cũng sẽ không tức giận đấy chứ. Nghe được lời này của kỳ hoàng. Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút, Chẳng lẽ nói, Kỳ Tu Nhiễm cũng không điều tra thân phận của mình, mà chẳng qua chỉ là điều tra mình đi đến nơi nào, gặp những ai, đơn giản như vậy. Nói như vậy, Kỳ Hoàng đem nhóm 5 người lính đánh thuê đó dẫn đến Độc Lập Châu, chỉ là vì muốn cho mình đỡ buồn một chút. Đây là cái logic quỷ thần gì vậy chứ? Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng không ngốc, nếu như Kỳ Hoàng cũng không hề nghi ngờ gì về thân phận của nàng, Diệp Oản Oản cũng sẽ không ở không đi gây sự, chủ động nói chuyện giấu đầu lòi đuôi đúng rồi kỳ hoàng nhìn về phía diệp oản oản cô và tư gia ở hoa quốc qua lại rất gần thì phải diệp oản oản ạc à, cũng còn khá thời điểm ở tại hoa quốc có tiếp xúc một chút cùng với tư gia ồ chỉ là tiếp xúc một chút thôi sao khóe miệng kỳ hoàng hơi hơi dương lên treo lên một nụ cười đầy khó hiểu đúng vậy diệp oản oản vô cùng chắc chắc gật đầu một cái không sao tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi tôi nghe nói cái gã tư gia gia chủ mất tích đó, hẳn cũng là bạn của cô đi. Có muốn tôi giúp cô tìm ra hay không? Hả, tìm ra, Diệp Oản Oản chợt đổ mồ hôi lạnh. Cái này con miệng nó, thật sự muốn tìm ra hay sao? Không cần, đã hết sức làm phiền anh rồi, tự tôi tìm là được rồi. Diệp Oản Oản cố giả bộ chấn định, cười nhạt nói. Tôi cũng chỉ là đùa với cô một chút mà thôi. Kỳ tu nhiễm khẽ mỉm cười, mấy năm nay cô rời đi, không sợ minh đã không còn như xưa, chia bè kéo cánh. t r i -e n f l l v n mấy người tôi mang về độc lập châu này, cô hẳn là có thể dùng được. Bên người có một ít tâm phúc, Trung Quy sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Lần này thật sự là làm phiền anh quá. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Hoàng, mở miệng nói. Chỉ cần Kỳ Hoàng không hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều dễ nói cô mỗi lần nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng đều sẽ khẩn trương. Kỳ tu nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, khóe miệng từ đầu đến cuối là một nụ cười không bao giờ tắt, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không có tâm tư đi tán thưởng khuôn mặt đẹp của người đàn ông này. Nàng làm sao có thể không khẩn trương, giả mạo vị hôn thê của Kỳ Hoàng, nếu như bị phát hiện ra sơ hở, làm sao còn có thể. Tôi là vị hôn thê của anh, đối mặt với anh, vì sao phải khẩn trương. Diệp Oản Oản thu liếm tâm trạng, đón lấy đôi con người hẹp dài đầy linh động của kỳ tu nhiễm, nhẹ giọng cười nói. Ồ, phải vậy không? Kỳ tu nhiễm nói. Nếu không thì sao? Diệp Oản Oản ra vẻ bình tĩnh. Ừ, nói cũng có đạo lý. Kỳ tu nhiễm gật đầu, đã như vậy, tôi thấy, chúng ta cũng không tệ, hẳn là nên kết hôn đi, cô thấy thế nào? Diệp Oản Oản. Vẫn làm hôn phu và hôn thê không tốt sao, kết hôn cái cọng lông á. Tôi mới vừa trở về độc lập châu không bao lâu, tình huống của không sợ minh, anh hẳn là cũng biết, còn có rất nhiều chuyện cần tôi xử lý. Trong không sợ minh cũng cần có tôi điều hành, trước tiên việc đó chậm lại một chút đi. Diệp Oản Oản ra vẻ cân nhắc tình hình, sau đó bình tĩnh nói. Nghe vậy, kỳ tu nhiễm khẽ cười một tiếng, cũng chỉ là đùa một chút với cô mà thôi, tôi cũng không có ý định kết hôn. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Cái gã kỳ tu nhiễm này, không tính kết hôn. Chuyện này con mẹ nó quá tốt rồi. Nếu như đã là như vậy, chính mình còn có thể diễn càng giống thật một chút. Anh nói cái gì? Diệp Oản Oản nhìn lấy Kỳ Tu Nhiễm, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo, không tính kết hôn. Anh có ý gì? Chúng ta chính là hôn phu, hôn thê, chẳng lẽ anh dự định một mực làm vị hôn phu của tôi? Làm cả đời. Đây chính là do Kỳ Tu Nhiễm không muốn kết hôn, cũng không có liên quan tới nàng Hà nha chương 1335, ngoan nào, đừng nóng giận. Kỳ tu nhiễm nghe nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cưng chiều vô hình, lúc này mới giống cô. Diệp Oản Oản, Tiểu Phong, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Vấn đề gì? Diệp Oản Oản nói. Mấy năm nay, cô có vui không? Kỳ tu nhiễm nói. Nghe được lời nói này, diệp oản oản yên lặng không đáp lời này của kỳ tu nhiễm là có ý gì cũng còn khá diệp oản oản suy nghĩ một chút mở miệng trả lời những lời này hiện tại không cần phải trả lời tôi chờ sau này lại nói cho tôi tôi còn có chút chuyện cần phải làm đi trước kỳ tu nhiễm nói xong xoay người rời đi chờ sau khi kỳ tu nhiễm rời đi diệp oản oản hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác cái gã kỳ tu nhiễm này làm sao lại vui buồn thất thường như vậy Tóm lại tuy quản quại nhưng tránh thoát khỏi kiếp nạn này là tốt rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người, nhìn về phía đại bạch ở bên cạnh, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình lại có thể gặp lại đại bạch ở không sợ minh tại độc lập châu. Còn không đợi Diệp Oản Oản đi về phía đại bạch, Beerus lại chen ngang vào, ngăn ở bên người Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Beerus tựa hồ như có chút phiền não, mặt hướng về phía Đại Bạch bất ngờ thấp giọng gừ gừ, giống như đang cảnh cáo. Nhưng mà, Đại Bạch chỉ liếc xéo Beerus, thật giống như không thèm để ý đến nó. Krao. Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp phản ứng, trong miệng Beerus truyền ra một tiếng gầm âm trầm có lực, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Đại Bạch, dùng móng vuốt trò trọt mấy cái ở trên đầu Đại Bạch, thật giống như đang thử thăm dò cái gì. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cái con Beerus này cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đấy chứ? cũng đừng tự rước lấy nhục, báo dù sao cũng chỉ là báo, làm sao có thể đủ sức sánh cùng với loài hổ. Huống chi lại còn là một con hổ đầy kiêu hùng như Đại Bạch. Đại Bạch bị Beerus liên tiếp khiêu khích, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh giá thấu xương nhìn về phía Beerus, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp. Chửi thề một tiếng, Diệp oản oản cả người đổ mồ hôi lạnh, hai tên tổ tông này sẽ không phải là dự định động thủ đấy chứ. Nếu đây là cuộc chiến giữa người với người, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng mà, đây lại là mãnh thú, nếu quả như hai mãnh thú này thật sự đánh nhau, vậy phải cản lại như thế nào, ai lại dám đi can ngăn? Đại Bạch, ngoan nào, đừng nóng giận." Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại Bạch, liền vội vàng khuyên nhủ. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là lời khuyên nhủ này của nàng, đúng là trong nháy mắt đốt lên lửa giận của Beerus. Còn chưa chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, đã thấy Beerus hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt nhào thẳng tới Đại Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Beerus và Đại Bạch đánh nhau ở ngay tại chỗ. Bên trong phòng làm việc, thanh âm gào giống đầy giận dữ của mãnh thú vang lên bên tai không dứt. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, nhìn Beerus và Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng chán nàng đây đều đã tạo ra cái nghiệt gì. Phong tỷ, sao vậy? Giờ phút này, bắt đầu bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào không cần thiết diệp oản oản phải trả lời, bắt đầu mới vừa vào phòng làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy là đã xảy ra chuyện gì. Yo, cái con bạch hổ này cũng khá thật, có thể cùng với Beerus chiến đấu không phân cao thấp. Bắt đầu đứng ở một bên, nhìn hai con mãnh thú quần ẩu lẫn nhau, không khỏi gật gù tán thưởng. Đem chúng nó tách ra, Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu nói. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, bắt đầu nhất thời xứng sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ, tỷ hẳn không phải là đang nghiêm túc đúng không? Tỷ bảo đệ tách hai con mãnh thú này ra. Hắn nếu thật sự dám làm theo, chỉ sợ Beerus và cái con bạch hổ kia sẽ xé xác hắn ăn sống. Chương 1336, không có hứng thú, cảm ơn. Lúc này, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm lấy Beerus đang hăng say chiến đấu. Beerus gầm lên một tiếng trong miệng, thời điểm con người hung ác ngang ngược nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt im lặng lại. Đại Bạch Diệp Oản Oản một tay ôm lấy Birus, một tay khác ôm lấy Đại Bạch. Tình cảnh này khiến cho bác đầu ở một bên trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên, trâu. Quá trâu, phong tỉ, để trên đời này chẳng phục ai, chỉ phục mình tỉ. Diệp Oản Oản lại cũng không thèm để ý đến bác đầu, đứng ở bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và Beerus. Hai vị này tổ tông thật sự là không hợp nhau, gặp mặt ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, liền lao vào cắn xé nhau. Tiểu Hắc, người ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, người không được khi dễ Đại Bạch. Diệp Oản Oản không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Beerus, thành khẩn nói. Ha ha, phong tỷ, ngữ điệu này của tỷ, sao lại nghe như đang dạy dỗ con trai vậy hả? bắt đầu cười lớn tiếng nói, Beerus từ nhỏ đã đi theo tỷ đến không sợ minh, nơi này cũng tương đương với lãnh địa của Beerus. Loại mãnh thú này, vô cùng có linh tính, ý thức về lãnh thổ cũng vô cùng mãnh liệt, nếu đánh nhau đệ thấy cũng là chuyện bình thường. Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao? Diệp oản oản liếc mắt nhìn bắt đầu, cái tên này bị đần sao, loại thường thức này mà cũng lấy ra khoe khoang. Ý thức về lãnh thổ của mãnh thú vốn là vô cùng mãnh liệt có được không, người ta cũng có kinh nghiệm nuôi mãnh thú rồi đó nha. Phong tỷ, đệ nghe nói con bạch hổ này là do Kỳ Hoàng mang tới. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bác Đầu lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Sau khi rời khỏi Không Sợ Minh, tôi có nuôi một con bạch hổ, lần trước có nhờ Kỳ Hoàng giúp tôi tìm trở về. Diệp Oản Oản vì tiện tìm một cái cớ. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bác Đầu hơi sững sờ. Lòng tràn đầy bội phục nói, thật không hổ là phong tỷ của đệ, đến chỗ nào cũng đều thu nuôi mãnh thú. Đúng rồi, Phong tỷ, bằng hữu của đệ có nuôi một con gấu, tỷ có hứng thú hay không? Phong tỷ nếu như có hứng thú, đệ lập tức gọi bằng hữu kia tặng nó cho tỷ ngay. Diệp Oản Oản, không có hứng thú, cảm ơn. Nếu cậu quả thực là rảnh rỗi đến phát chán, vậy lăn qua đây trông chúng nó giúp tôi đi. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. ạc, Phong tỷ để bỗng nhiên nhớ ra, để còn có chút việc cần xử lý, khi nào có thời gian rảnh trò chuyện sau nha." Bắt đầu nói xong, xoay người chạy cách phòng làm việc của Diệp Oản Oản càng xa càng tốt. Qua rất lâu, Đại Bạch và Birus vẫn cứ lườm nhau, từ trong mắt nhau hiện lên địch ý mãnh liệt, nếu không phải là do Diệp Oản Oản một mực trấn an, chỉ sợ Đại Bạch và Birus hẳn là sẽ không chết không thôi. Không thể không nói, chiến lược của Birus quả thực làm cho Diệp Oản Oản nhìn với cặp mắt khác xưa đại bạch thuộc về mãnh thú họ mèo lớn virus lại thuộc về họ mèo cỡ chung một bên là loài hổ một bên là loài báo lại có thể đánh đến bất phân thắng bại tiểu hắc ngoan ngoãn đại bạch ngoan ngoãn tới đây bắt tay sau này sẽ là bạn tốt diệp oản oản nắm lấy móng vuốt của virus và móng vuốt của đại bạch đặt vào nhau nhưng mà trong cổ họng virus lại là tiếng gầm gừ đầy đe dọa đại bạch thì lạnh lùng nhìn về phía virus diệp oản oản quả nhiên là cực kỳ không hợp nhau mà minh chủ nhưng vào lúc này một người đàn ông trung niên mặc âu phục nhanh chân đi vào phòng làm việc của diệp oản oản nói diệp oản oản nói minh chủ phó đạo liên minh công hội bên kia phái người đến nói phải gặp minh chủ ngài người đàn ông trung niên tiến vào vội vã mở miệng nói phó đạo liên minh công hội nghe được lời này của người đàn ông trung niên chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại Chương 1337, thật sự thành hứng bom đại hiệp. Diệp Oản Oản trước đó đã nghe bắt đầu nói qua, phó đạo liên minh công hội muốn tìm chính mình gây phiền toái. Chỉ bất quá, tự mình tiến vào Độc Lập Châu, trà trộn vào Không Sợ Minh, cũng coi như là theo quy củ, cũng không làm ra sự việc gì thất thường. Phó đạo liên minh công hội là thế lực chấp chính tại Độc Lập Châu, tại sao lại muốn tới gây phiền toái cho mình? Chẳng lẽ là do trước kia tóc húi cua ca làm chuyện gì đắc tội với võ đạo liên minh. Hiện tại võ đạo liên minh lại đem món nợ này tính ở trên đầu của mình. Diệp Oản Oản trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu thật sự là như thế, chính mình quả thật là thành hứng bom đại hiệp. Biết rồi, ông giúp tôi trông hai đứa tụi nó. Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Beerus và Đại Bạch, rất sợ hai vị tổ tông này thừa dịp nàng không trông chừng lại lao vào cắn xé nhau. Beerus hoàn toàn theo kiểu đánh nhau liều mạng, mà Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Beerus nếu muốn cùng nó liều mạng, chỉ sợ Đại Bạch cũng sẽ cùng chiều tới bến. "Hả? Beerus, Minh chủ, chuyện này, nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Âu phục nam tử nhất thời trắng bệch, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, Minh chủ, tính cách của Beerus ngài hiểu rõ nhất mà, khả năng công kích quá mạnh mẽ." Tại không sợ Minh nó cũng chỉ nhận một mình ngài tôi làm sao có thể trông chừng được. Khiến cho Âu Phục Nam tử cạn lời chính là, minh chủ của ông ta không chỉ nuôi bia rớt, tại sao lại còn nuôi thêm một con bạch hổ. Hai mãnh thú này nếu như đánh, ai có thể chế ngự được. Lui mười ngàn bước mà nói, nếu như hai con mãnh thú này không đánh nhau, mà lại qua xé xác ông ta thì biết làm thế nào. Bảo ông trông thì trông đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Vâng, bất đắc dĩ, Âu Phục nam tử chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đứng ở một bên cách xa xa. Đừng để cho chúng nó đánh nhau, nếu như xảy ra chuyện gì, ông chịu trách nhiệm. Diệp Oản Oản bổ sung thêm. Vậy, Minh chủ, nếu quả thật đánh nhau, tôi lại cản không được thì làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Oản Oản dự định rời đi, Âu Phục nam tử như khóc không ra nước mắt. Vậy thì lập tức tới tìm tôi. Diệp Oản Oản quảng lại những lời này, xoay người rời khỏi phòng làm việc chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị lầu năm, một ông lão và mấy người nam nữ trẻ tuổi đã ở phòng hội nghị chờ khá lâu. Người cầm đầu, tuổi chừng trên dưới 60, tuổi tác tuy là không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần lại rất sung mãn, hoàn toàn không thấy chút vẻ già yếu nào. Bên người lão già là mấy người nam nữ trẻ tuổi, từng người một đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường. Rất nhanh, cùng đi với đám người bắt đầu và thất tinh, Diệp Oản Oản tiến vào phòng hội nghị diệp oàn oàn đi ở phía trước nhất bắt đầu và thất tinh hai người theo sau hai bên trái phải của diệp oàn oàn kim trưởng lão minh chủ của chúng ta tới rồi bắt đầu nhìn về phía lão già mở miệng nói nghe vậy lão già được bắt đầu gọi là kim trưởng lão khẽ vuốt cằm chỉ nhìn diệp oàn oàn một cái cũng không có bất kỳ ý định lên tiếng nào ở dưới sự ra hiệu của kim trưởng lão một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen ở sau lưng hắn ta cười lạnh nói nghe đại danh không sợ minh chủ đã lâu hôm nay được gặp thật là vinh hạnh nha chỉ tiếc gặp mặt cũng không được như danh tiếng nghe tiếng chân mày bắt đầu hơi hơi nhíu lại nhưng diệp oản oản đang ở chỗ này nơi này không đến lượt cậu ta nói chuyện giờ phút này khóe miệng diệp oản oản hơi hơi dương lên treo lên một nụ cười tà mị cái võ đạo liên minh công hội này chơi bài ngửa kiểu này dĩ nhiên là muốn cho mình một cái hạ mã uy đây tự nhiên đối với võ đạo liên minh công hội Diệp Oản Oản cũng không hề sợ hãi chút nào. Lại nói, chính mình cũng không phải là không sợ minh chủ. chương 1338, nói cho ả à ta biết, ta là ai? Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn về phía thanh niên áo đen, ngươi là cái thứ gì, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi, nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc thanh niên áo đen nhất thời biến đổi. A, à, cái gì mà võ đạo liên minh công hội, thật là không biết phép tắc diệp oản oản nhìn chằm chằm vị kim trưởng lão kia nói võ đạo liên minh công hội của ngươi dầu gì cũng đại diện cho thế lực chấp chính độc lập châu chúng ta đừng chỉ chăm chăm đối ngoại việc dạy dỗ phép tắc cho nội bộ cũng nên chú tâm hơn một chút a à, miêu a à cầu của võ đạo liên minh các ngươi cũng quá thiếu lễ phép bên ngoài thì độc mồm độc miệng nhưng trong lòng diệp oản oản lại vô cùng bất đắc dĩ nàng cũng không muốn gây hấn với võ đạo liên minh công hội như vậy có được hay không bắt đầu thì coi như xong đi nhưng có thất tinh ở bên người, nhất cử nhất động của mình đều bị thất tinh nhìn chăm chú, không muốn độc mồm cũng không được. Đến lúc đó, võ đạo liên minh công hội muốn trách cứ, vậy hãy đi mà tìm vị không sợ minh chủ chân chính đi nhé. Bạch Phong, người tính là thứ gì? Dám to mồm với võ đạo liên minh công hội chúng ta? Đừng nói là ngươi, coi như là Atula năm đó thì như thế nào. Bạch Phong, ta khuyên ngươi thu hồi cái kiểu đối ngoại kia của ngươi, phách lối và không biết sợ ai đối với chúng ta mà nói chỉ là một trò hề không hơn không kém bỗng nhiên một cô gái tướng mạo khá bốc lửa nhìn về phía diệp oản oản lạnh giọng quát lên ta tính là thứ gì diệp oản oản cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói thất tinh cậu nói cho ả à ta biết ta là ai minh chủ không sợ minh thất tinh nói thất tinh nói xong diệp oản oản gật đầu một cái chậm rãi đi tới bên người cô gái nọ đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng tỉnh hồn lại Nàng phất tay một cái. Chính là một bà tai, hung hăng đánh vào trên mặt của nữ nhân kia. Bếp, một tiếng bếp thanh thúy mang đầy tính nghệ thuật, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bên trong phòng họp, có không ít trung tầng và cao tầng của Không Sợ Minh, nhìn thấy minh chủ của bọn họ không nói hai lời, đi lên chính là cho thành viên của Võ Đạo Liên Minh Công hội một bà tai, quả thực là sợ hết hồn. Chỉ bất quá, chuyện này cũng coi như là nằm trong dự liệu Đừng nói là một bà tai, coi như minh chủ bỗng nhiên rút dao ra chém chết nữ nhân kia, dường như cũng đều hợp tình hợp lý. Đây chính là tác phong của không sợ minh chủ không sai. Ngươi, ngươi, giờ phút này, nữ nhân tướng mạo hấp dẫn kia che lấy má trái của mình, trong mắt hiện ra vẻ hung độc kinh người. Ngươi tính là cái thứ gì, lại đem Atula cùng Tula chủ năm đó tới dọa ta sợ. Năm đó thời điểm ta đi vây quét Atula và Tula chủ người còn không biết đang nghịch bùn ở nơi nào, cút cho ta. Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên. Không cho nữ tử có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản xoay người nhìn về phía thất tinh, ném ra ngoài. Nghe lệnh, thất tinh ngược lại cũng rất dứt khoát, một chữ cũng không nói, trong nháy mắt hướng về phía nữ nhân kia lướt người tới, túm lấy cổ áo của ả à ta, cưỡng chế đem ả à ta ném ra khỏi phòng họp. Chỉ nghe, oạch, một tiếng, chính là âm thanh cô gái kia bị ném xuống sàn nhà bạch minh chủ người quá càn rỡ lúc này mấy tên thành viên của võ đạo liên minh công hội lạnh giọng quát lên càn dỡ diệp oản oản lạnh giọng cười một tiếng nơi này là trụ sở chính của không sợ minh đừng nói là cái đám ngang ngược tàn ác các ngươi coi như là gia chủ tứ đại thế gia tới đây cũng phải nói chuyện cẩn thận cho ta nhớ kỹ cho ta ta bất kể các ngươi ở tại độc lập châu có thể hô phong hoán vũ hay không nhưng ở tại không sợ minh của ta là rồng người cuộn lại cho ta, là hổ, nằm im cho ta. Nói xong, Diệp Oản Oản không thèm tiếp tục đếm xỉa đến mấy gã thành viên võ đạo liên minh công hội kia, ánh mắt rơi vào trên người kim trưởng lão, cười nhạt nói, kim trưởng lão, ngày hôm nay đến chỗ của ta tìm ta, không biết là có chuyện gì, không ngại thì nói ta nghe chơi một chút. Giờ phút này, kim trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, nghe đồn, không sợ minh chủ không sợ trời không sợ đất, ngay cả tứ đại thế gia cũng đều không muốn trêu chọc. Xem ra, lời đồn đãi này quả thật là không giả. Lúc nhìn rõ khuôn mặt của vị kim trưởng lão này, chân mày Diệp Oản Oản bỗng hơi nhíu lại. Trong nháy mắt, đầu như nổ tung hiện ra mấy mẫu ký ức mơ hồ không rõ. Không biết tại sao, nàng thật giống như đã gặp qua người này ở nơi nào. Trường 1339, lời không thể nói tung tung. Giờ phút này, trong đầu của Diệp Oản Oản, trong chốc lát lóe lên mấy mẩu ký ức, nhưng lại vô cùng mơ hồ. Trong trí nhớ, trừ vị kim trưởng lão của võ đạo liên minh này ra, dường như còn hiện ra mấy khuôn mặt làm cho nàng hoảng sợ. Cơ hồ theo bản năng, đầu nàng vô cùng bài xích những ký ức này, một cảm giác đầu đau như muốn nổ tung truyền đến. Phong tỉ, thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, thất tinh mở miệng gọi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tâm trạng thu liếm, Mầu ký ức vừa rồi quá mức mơ hồ, chẳng qua là bản năng có chút sợ hãi. Chỉ bất quá, rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho nàng hoảng sợ như thế? Thậm chí căn bản là không có cách nào hồi tưởng lại được. Một điểm này, chính cả bản thân Diệp Oản Oản cũng không hiểu được. Nhìn thấy Kim trưởng lão của võ đạo Liên Minh, Diệp Oản Oản cười lạnh nói, "Kim trưởng lão, hôm nay ngươi đi tới không sợ Minh, dựa theo đạo lý mà nói, Bạch Phong ta vốn nên tận tình chủ nhà để chiêu đãi." Chỉ bất quá đoạn thời gian gần đây, sự việc của không sợ minh ta quá nhiều. Kim trưởng lão nếu đã tới, vậy có gì muốn nói liền nói thẳng, không nên lãng phí thời gian quý giá của ngươi và ta. Được, ánh mắt của kim trưởng lão rơi vào trên người Diệp Oản Oản, sau khi quan sát một lát, trong mắt lại hiện ra một vẻ nghi hoặc. Hắn mặc dù đã từng nghe nói qua danh hiệu bạch phong của không sợ minh chủ, nhưng hôm nay lại cũng chỉ là lần đầu gặp mặt. Chẳng biết tại sao, nữ nhân này, trong mắt hắn ta lại có chút quen thuộc, thật giống như đã từng quen biết, đã từng gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Kim trưởng lão cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao nữ nhân này là không sợ Minh chủ Bạch Phong, có lẽ trước khi Bạch Phong rời khỏi Độc Lập Châu, đã từng gặp qua ở nơi nào đó cũng chưa biết chừng. Bạch Minh chủ đã như vậy, ta liền nói rõ ràng. Kim trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Chu ra, không biết Bạch Minh chủ có quen biết hay không?" coi như là có quen biết, Diệp Oản Oản nói. Ban đầu đi tới Độc Lập Châu, nếu không phải là có Chu Gia, chính mình chỉ sợ là sẽ còn đang lưu lạc đầu đường xó chợ. Chu Gia đối với nàng, có một phần ân tình nhất định. Được, Kim Trưởng Lão khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Diệp Oản Oản, ta nghe nói, Bạch Minh Chủ ngày đó ở tại Chu Gia, đã sử dụng súng ống. Theo tiếng nói của Kim Trưởng Lão rơi xuống, bắt đầu và một đám cao tầng của không sợ minh đều là cả kinh. Tại độc lập châu, súng ống là thứ bị nghiêm cấm gắt gao nhất. Mà quy củ này cũng không phải là do võ đạo liên minh công hội quyết định, mà là do tứ đại thế gia, thậm chí còn là toàn bộ độc lập châu định ra. Cho đến ngày nay không một ai dám mạo phạm. Độc lập châu có thể phát triển đến nay nhưng vẫn không có quốc gia nào khác can thiệp hay quấy dày, chính là bởi vì nguyên nhân các thế lực độc lập châu khinh thường sử dụng và cũng chưa bao giờ lại đi sử dụng súng ống. Một khi có thế lực sử dụng súng ống, không nghi ngờ chút nào, sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ độc lập châu. Dù cho là tại thời kỳ hoàng kim của không sợ minh năm đó, không sợ minh chủ cũng không dám sử dụng súng ống. Đây cũng không phải là do không sợ minh chủ tóc húi cua ca sợ ai, mà là vì tôn trọng độc lập châu, cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ độc lập châu. Bây giờ Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là đã sớm hiểu rõ quy củ của độc lập châu, sử dụng súng ống là khái niệm bậc nào. Không cần người bên cạnh nhắc nhở, Diệp Oản Oản cũng hiểu được đừng nói là thứ mạo nhẫn như nàng, coi như thật sự là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, chỉ sợ cũng không dám sử dụng súng ống. Mà cũng đúng là như vậy, tội danh lớn như sử dụng súng ống, Diệp Oản Oản há lại sẽ dễ dàng thừa nhận sao? Ha ha, giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Kim Trưởng Lão vẻ mặt không cảm xúc trước mặt mình, nhẹ giọng cười một tiếng, chợt mở miệng nói Kim Trưởng Lão. Đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, người nói ta sử dụng súng ống, người có chứng cứ gì? chương 1340, đồng đội ngu như heo. Lúc này, thất tinh cách đó không xa, chậm rãi nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ban đầu Diệp Oản Oản tại Chu Gia sử dụng súng ống, không ít người vây xem đều tận mắt nhìn thấy. Tuy nói, phần lớn người không dám vì tiện bàn tán về không sợ minh, nhưng loại chuyện này, chỉ sợ không cách nào phòng ngừa được. Từ đầu đến cuối sẽ có người nói cho võ đạo liên minh công hội, Bạch Minh Chủ, Kim trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, người khi đó tại Chu gia sử dụng súng, mấy trăm con mắt đều thấy rõ ràng. Tại Độc Lập Châu, không có gió thổi không lọt tường, ngươi làm cái gì, Võ Đạo Liên Minh công hội tự nhiên sẽ biết rõ. Thời điểm ngươi tại Chu gia sử dụng súng, đúng lúc có mấy thành viên đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh chúng ta tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này, chẳng lẽ Võ Đạo Liên Minh công hội bọn ta lại còn có thể đi vu khống cho ngươi hay sao? Kim trưởng lão nhắc tới chúng ta, ngày đó bạch minh chủ ngài sử dụng súng ống cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy sẽ không sai thậm chí chúng ta còn có video của ngày hôm đó nữa cơ sau lưng kim trưởng lão một gã đàn ông nào đó lạnh nhạt mở miệng nói xong gã ta đem video trong điện thoại di động mở ra nội dung trong video mọi người đều thấy rõ ràng tại trước cửa chu gia diệp oản oản tay cầm súng lục hừ minh chủ nhà ta cầm súng chĩa vào ta thì thế nào Ta cao hứng bị súng chĩa vào đầu, ta thích bị súng chĩa, ta cần các ngươi quản chút chuyện vớ vẩn này sao? Bỗng nhiên, lão giả ngày hôm đó tại Chu gia bị Diệp Oản Oản dùng súng chĩa vào đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên. "Ồ, một gã thành viên võ đạo Liên Minh công hội, nhìn về phía lão giả, lạnh giọng cười nói, Lý Càn Trần, vậy ngươi ngược lại cũng rất đáng khinh, thích bị người ta cầm súng chĩa vào đầu." Nghe vậy, lão giả được gọi là Lý Càn Trần Khinh thường nói, lão phu ưa thích bị Minh chủ dùng súng chĩa vào đầu, đây là chuyện trong nội bộ không sợ Minh chúng ta, có liên quan nghĩa gì tới các ngươi. Nếu đã nói như vậy, ngươi là thừa nhận Bạch Minh chủ sử dụng súng, hơn nữa còn dùng súng chĩa vào ngươi rồi. Kim trưởng lão nhìn về phía Lý Càn Trần, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời nói này, Lý Càn Trần hơi sững sờ, nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn Kim trưởng lão một chút. Tình cảnh này, Diệp Oản Oản âm thầm thở dài trong lòng sao nàng lại có đồng đội ngu như heo thế này hả trời. Nguyên bản, coi như là võ đạo liên minh công hội có video, Diệp Oản Oản cũng có thể kiên quyết không thừa nhận, nhưng bị Lý Càn Trần nói như thế, há chẳng phải là tự nhận vào người tội danh sử dụng súng ống. Ta không thừa nhận, Lý Càn Trần bị kim trưởng lão chất vấn, lắc đầu liên tục. Người nếu không thừa nhận, vậy thì giải thích một chút xem. Người mới vừa rồi vì sao nói Bạch Minh chủ cầm súng chĩa vào ngươi mà ngươi cũng vô cùng thích cảm giác bị người ta cầm súng chĩa vào đầu. Kim trưởng lão nói, trong mắt Lý Càn Trần hiện ra vẻ vô cùng bực bội, siết chặt hai quả đấm, tức giận nói, được rồi, đó là súng của ta, ta giao cho Minh chủ bảo quản. Phó đạo Liên Minh Công hội các người có chuyện gì thì tìm ta là được rồi. Chuyện này không hề có chút quan hệ nào với Minh chủ. Được, Lý Càn Trần người thừa nhận cũng được. Các anh em bắt hắn mang đi. Sau lưng Kim trưởng lão một vị nam tử trẻ tuổi nói. Bọn họ lần này tới đây, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đi không sợ minh chủ, bắt lấy một con dê thế tội, hoàn thành nhiệm vụ, là đủ rồi. Nghe tiếng, mấy vị thành viên võ đạo liên minh nhanh chóng tiến lên, ra vẻ muốn cưỡng chế lý cản trần dẫn đi. Võ đạo liên minh công hội các ngươi, khí phách thật là lớn à nha. Tại trụ sở chính của không sợ minh chúng ta liền muốn bắt đi huynh đệ không sợ minh của ta. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, cùng với đó là một nụ cười đầy tà mị, ta có thể để cho võ đạo liên minh công hội các người đem Lý Cản Trần mang đi. Nhưng mà, mấy chục vị huynh đệ đằng sau lưng ta này, có nguyện ý hay là không, ta đây không đảm bảo đâu nha. Audio điện tử võ tấn bền chương 1341, cần gì phải tích cực như thế? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong đại sảnh của phòng họp, những cao tầng về phe Diệp Oản Oản, bỗng nhiên sông lên trước như nước chiều dâng, ngăn ở trước người của Lý Càn Trần. Muốn tử không sợ mình chúng ta cứ như vậy đem người mang đi. Phó đạo liên minh công hội các người cũng có phần quá đề cao chính mình rồi. Một vị lão giả tóc bạch kim mang âu phục gọn gàng, lạnh giọng quát lên. Hê hê, từ khi không sợ minh ta sáng lập đến hôm nay, còn chưa bao giờ có người dám ở tại địa bàn không sợ minh ta diếu võ dương oai. Một vị nam tử trẻ tuổi, trong mắt hiện ra một tia khát máu điên cuồng, sang sảng cười nói. Muốn chiến, không sợ minh bọn ta cho tới bây giờ liền chưa từng ngán ai. Người nào dám mang lý cản trần đi, đệt con miệng nó, trước tiên phải bước qua xác của lão tử rồi lại nói. Ha ha ha, phó đạo liên minh công hội, các ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, phong tỷ của ta cho tới bây giờ chưa từng sợ qua ai. Thậm chí từ kỳ hoàng, cầu tạp trùng, tu la chủ, tứ đại thế gia độc lập châu, xuống tới a miêu a cầu không sợ minh chủ chúng ta chưa từng ngán một kẻ nào bắt đầu cười lớn một tiếng một tay đem mấy vị thành viên võ đạo liên minh công hội đẩy sang một bên tình cảnh này lại khiến cho đám người võ đạo liên minh công hội hơi nhíu mày lý càn trần nhìn diệp oản oản trong mắt lại có chút ướt át muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng có thể trở thành một thành viên của không sợ minh là niềm kiêu ngạo của ông ta có thể có một vị minh chủ tốt như vậy cho dù phải chết cũng đáng. Các ngươi xem, nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản không hề giảm, các ngươi cũng thấy rồi đó, cũng không phải là ta không muốn để cho các ngươi đem Lý Cản Trần mang đi. Nhưng mà những huynh đệ này của ta đều vô cùng có nghĩa khí, có cá tính. Ngay cả một người minh chủ như ta, cũng không quản được bọn họ. Phải không, kim trưởng lão lạnh lùng lườm Diệp Oản Oản một cái, không mặn không nhạt nói, như vậy xem ra, là uy tín của bạch minh chủ không đủ, cũng chẳng có liên quan gì tới chuyện này. Bạch Minh chủ không quản lý tốt thủ hạ, vậy võ đạo liên minh công hội bọn ta có thể thay người tới quản lý. Nghe được lời này của Kim trưởng lão, Diệp oản oản cười lạnh trong lòng. Lão gia hỏa này có thể lên làm trưởng lão của võ đạo liên minh công hội, quả nhiên cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Vậy ý của Kim trưởng lão là không định bỏ qua cho Lý Càn Trần rồi. Diệp oản oản mở miệng khẽ nói, Lý Càn Trần phạm sai lầm phá hư quy củ, dĩ nhiên là phải trừng phạt. Không nói đến lý Càn Trần, cho dù là gia chủ tứ đại thế gia, phá hư các loại quy củ này cũng cần phải tiếp nhận trừng phạt. Kim trưởng lão ngữ khí lãnh đạm mở miệng. Đối với việc sử dụng súng ống, toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức phản cảm. Giống như Kim trưởng lão nói vậy, cho dù là gia chủ của tứ đại thế gia, nếu như dùng súng ống, cũng sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ Độc Lập Châu. Nhưng mà giờ phút này Diệp Oản Oản lại thấp giọng cười một tiếng, Kim trưởng lão, lời này của ngươi, ta lại không cách nào đồng ý. Độc lập châu cấm tuyệt đối sử dụng súng ống, quả thực là không giả, nhưng một khẩu súng đồ chơi, ngươi cần gì phải tích cực như thế? Súng đồ chơi. Nghe được câu này, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động của tên thành viên võ đạo liên minh công hội kia giật lấy, chỉ vào nội dung của video, cười nói, Kim trưởng lão, tuổi tác nhà ngươi mặc dù lớn, nhưng mắt hẳn là vẫn chưa bị mù. Cây súng này, bóp cò, căn bản không có đạn, căn bản chính là một khẩu súng đồ chơi. Diệp Oản Oản nói, chính là sự thật không thể chối cãi. Ban đầu, có mấy trăm con mắt chứng kiến, nàng bóp cò, cũng không hề có viên đạn nào bay ra. Một khẩu súng không có bất kỳ lực sát thương nào, nói là súng đồ chơi, cũng không hề quá đáng. Ha ha, Bạch Minh Chủ, người có chứng cứ gì nói cây súng kia là súng đồ chơi? Ánh mắt của kim trưởng lão từ trong video rời đi, sau đó mở miệng hỏi. chương 1342, còn nhớ đến Atula. Vậy kim trưởng lão có chứng cứ gì nói đây là một khẩu súng thật? Hiện trường có người thương vong sao, hay là tìm được đầu đạn? Nếu như kim trưởng lão có thể chỉ ra, Lý Cản Trần không cần võ đạo liên minh của người động thủ, không sợ minh bọn ta sẽ tự xử lý khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Ngươi, thành viên võ đạo liên minh ban đầu quay lại video, cắn răng nghiến lợi. Con ả à không sợ minh chủ Bạch Phong này, thật là quá biết cãi chảy cãi cối. Nhưng mà, loại ngụy biện này, bọn họ lại không đỡ được. Vừa không có một ai bị thương, lại không tìm được đầu đạn. Kim trưởng lão, người ngay cả chân tướng cũng không điều tra rõ, liền tùy tiện tới không sợ minh ta hưng sư vấn tội, thậm chí đòi bắt người chẳng lẽ kim trưởng lão và võ đạo liên minh công hội không tính cho ta một câu trả lời diệp oản oản cười lạnh nói giờ phút này chân mày kim trưởng lão hơi hơi nhíu lại nghe đồn không sợ minh chủ chẳng qua chỉ là ngang ngược cản dỡ không sợ trời không sợ đất nhưng không nghĩ tới lại nhanh mồm nhanh miệng như thế lại thông minh đến vậy chuyện này cùng với lời đồn tựa hồ có chút không khớp chuyện này tạm thời không đề cập tới nói chính sự một chút đi kim trưởng lão cuối cùng vẫn lựa chọn không nên dây dưa cùng vũng bùn này nhàn nhạt mở miệng nói nghe được lời này của kim trưởng lão diệp oản oản như có điều suy nghĩ lão già này tới không sợ minh hưng sư vấn tội chỉ sợ căn bản chỉ là muốn làm màu cái gọi là chính sự sẽ là chuyện gì luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt ha ha kim trưởng lão chúng ta hay là trước tiên nên đem chuyện này nói cho thỏa đáng rõ ràng diệp oản oản cười lạnh một tiếng Võ đạo liên minh công hội các người xử tình không điều tra rõ, liền tới không sợ minh bọn ta hưng sư vấn tội. Hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời, ngày sau, không sợ minh chúng ta biết lăn lộn ở độc lập châu như thế nào. Lập tức, đám người võ đạo liên minh công hội chố mắt nhìn nhau. Vị không sợ minh chủ này thật là ngang ngược, được tiện nghi lại còn lấn tới. Tội danh sử dụng súng ống không gán lên được cho cô ta, bây giờ còn muốn võ đạo liên minh công hội cho cô ta một câu trả lời. Ô vậy dám hỏi bạch minh chủ người muốn như thế nào kim trưởng lão nhìn về phía diệp oản oản thấp giọng cười nói kim trưởng lão người già nên hồ đồ rồi người đã làm chuyện sai dĩ nhiên phải nhận sai diệp oản oản nói nghe diệp oản oản nói như vậy sắc mặt các thành viên võ đạo liên minh đi theo đến đây đều biến sắc để cho bọn họ nhận sai được bạch minh chủ quả nhiên thẳng thắn chuyện này là võ đạo liên minh công hội bọn ta không điều tra rõ là chúng ta sai lầm trước kim trưởng lão hướng về một thanh niên trẻ tuổi ở sau lưng nói còn không xin lỗi vị nam tử trẻ tuổi này chính là người ngày đó dùng điện thoại di động quay lại cảnh diệp oản oản sử dụng súng nghe lệnh nam tử trẻ tuổi cắn răng cuối cùng nhìn về phía diệp oản oản bạch minh chủ hết sức xin lỗi người phải nói xin lỗi cùng lý càn trần diệp oản oản lạnh lùng mở miệng được nam tử trẻ tuổi nhìn về phía lý càn trần thật xin lỗi hừ lý càn trần hừ lạnh một tiếng thằng quát con lần sau đi mà rửa mắt cháu của mày cho kỹ càng súng đồ chơi và súng thật cũng đều không phân được rõ ràng cái loại phế vật này phi lý càn trần nói xong hướng về nam tử trẻ tuổi nhổ mấy bãi nước miếng nam tử trẻ tuổi siết chặt hai quả đấm nhưng cũng không nói tiếng nào nếu kim trưởng lão để cho hắn nói xin lỗi tự nhiên có ẩn ý riêng của kim trưởng lão tốt rồi bạch minh chủ nên nói một chút chuyện chính của chúng ta kim trưởng lão hướng về diệp oản oản nói ngươi lại nói cho ta nghe một chút diệp oản oản không nhanh không chậm mở miệng nói bạch minh chủ còn nhớ đến a tu la kim trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng nghe vậy diệp oản oản hơi nhíu mày lão già này nhắc đến a tu la làm cái gì chính mình nhớ đến cái rắm dĩ nhiên là nhớ đến kim trưởng lão có ý gì không ngại nói thẳng Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh mở miệng nói. Chương 1343, có ích lợi gì? Giờ phút này, Kim trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản lạnh lùng quan sát mấy lần, chợt nhẹ giọng cười nói, Bạch Minh chủ dĩ nhiên là nhớ đến. Năm đó, Bạch Minh chủ dẫn dắt Không Sợ Minh tham dự kế hoạch tiêu diệt Atula cũng là tích cực nhất. Diệp Oản Oản yên lặng không lời, những gì lão già này nói, đích xác là sự thật. Bạch Minh chủ hẳn là cũng đã biết. Atula đoạn thời gian gần đây, cho tàn lại cháy. Nghe nói, Tu La chủ đã trở về, ta cảm thấy, Bạch Minh chủ có thể thừa dịp Atula đang ở thời kỳ suy yếu, đánh cho một kích chí mạng. Kim trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Ha ha, Kim trưởng lão, hôm nay đại giá Quang Lâm, chỉ sợ cũng không phải vì chuyện súng ống, mục đích chủ yếu, chính là Atula đi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Đối với việc này, Kim trưởng lão cũng không phản bác gì cả. Bạch Minh Chủ, người nên biết, ban đầu là Bạch Minh Chủ dẫn nhóm tiên phong đi vây quét Atula. Bây giờ, Tu La Chủ trở về, cho tàn Atula lại cháy lên, trong lòng bọn họ, đối với Bạch Minh Chủ và không sợ Minh, hẳn là cũng không mấy thân thiện à nha. Bạch Minh Chủ vẫn là nên thừa dịp còn sớm, tính toán cho thỏa đáng. Kim Trưởng Lão nói, nghe Kim Trưởng Lão nói như vậy, Diệp Oản Oản thầm mắng trong lòng đồ cáo giả. Phó đạo liên minh công hội là thế lực chấp chính của độc lập châu, mà Atula cũng không làm ra việc gì trái với nguyên tắc của độc lập châu. Cho nên, coi như là Võ đạo Liên minh công hội cũng không có quyền chèn ép Atula. Chỉ bất quá, thế lực Atula quá mức khổng lồ, Tula chủ lại càng kiêu căng khó thuần, căn bản không để ý đến Võ đạo Liên minh công hội, chuyện này chạm vào nghịch lân của Võ đạo Liên minh công hội. Võ đạo Liên minh công hội chính mình không dám đi hủy diệt Atula, ngược lại còn xúi dục thế lực khác đi. Đối với thủ oán giữa Atula và Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng đã từng tìm hiểu một chút. Năm đó tại thời kỳ cường thịnh của Atula, rất nhiều thế lực độc lập châu, mỗi tháng tất cả đều phải tiến cống, Không Sợ Minh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, tóc húi của ca lại giận tím mặt, chém giết thành viên Atula tới đòi cống phẩm. Đến đây, mối thù của hai phe, lúc này mới tính là chính thức kết xuống. Cho nên Thời điểm Võ đạo Liên Minh công hội thi hành kế hoạch hủy diệt Atula năm đó, Không Sợ Minh mới không chút do so dự, liền lập tức đáp ứng. Chỉ bất quá, về sau nữa xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản lại cũng không mấy rõ ràng. Ta tại sao lại phải đáp ứng ngươi? Chuyện này đối với ta, đối với Không Sợ Minh, lại có ích lợi gì? Khóe môi Diệp Oản Oản nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn Kim trưởng lão nói: "Võ đạo Liên Minh công hội có thể phái người tới hiệp trợ Không Sợ Minh và Bạch Minh Chủ." Kim trưởng lão mở miệng nói, chỉ như vậy, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chuyện này vốn là võ đạo liên minh công hội các người muốn tiêu diệt Atula, các người suốt người suốt lực suốt tiền, vậy cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì to tát cả. Bạch Minh Chủ, người hẳn là từng đắc tội với cầu tạp trùng đi. Bỗng nhiên, Kim trưởng lão chuyển đề tài, có thâm ý khác, cầu tạp trùng là tồn tại bực nào, ta tin tưởng Bạch Minh Chủ trong lòng hiểu rõ. Ngay cả cổ tộc cũng đều sợ hãi cầu tạp trùng ba phần, không sợ minh ở trong mắt cầu tạp chủng coi như là không đáng nhắc tới nếu như bạch minh chủ đáp ứng võ đạo liên minh công hội chúng ta có thể từ bên trong điều giải để cho cầu tạp chủng không làm khó bạch minh chủ và không sợ minh còn không đợi diệp oản oản mở miệng bắt đầu lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng người cứ ở đó khoác lác đi nếu như các người thực sự có bản lĩnh lớn như vậy trực tiếp để cho cầu tạp chủng ra tay coi như là a tu la thời kỳ cường thịnh cũng chưa chắc dám trêu cho cầu tạp chủng ngươi còn tìm chúng ta làm cái gì? Một mình cầu tạp chủng đơn thương độc mã, có thể giết thiên quân vạn mã, đây là sự thật được độc lập châu công nhận. Toàn bộ độc lập châu, cầu tạp chủng không có đối thủ. chương 1344, đòi hỏi nhiều. Tự nhiên, nếu như là dùng độc lập châu để hình dung, sợ rằng có chút chưa đủ. Dùng cách nói của cầu tạp chủng, ở trên đời này, còn không có ai đáng để hắn đặt ở trong mắt. Võ đạo Liên minh Công hội coi như là thế lực chấp chính của độc lập châu, nhưng nếu chọc vào cầu tạp trùng, coi như là võ đạo Liên minh Công hội, chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Ha ha, điểm này, bạch minh chủ không cần phải lo lắng. Phó đạo Liên minh Công hội chúng ta, tự nhiên sẽ có biện pháp. Tim trưởng lão cười nói. Tim trưởng lão, sợ rằng ngươi nghĩ sai một chuyện rồi. Không sợ minh chúng ta, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bao gồm cả cầu tạp trùng. Mà cái danh hiệu Cầu Tạp Trùng này vì sao lại vang dội như thế ở Độc Lập Châu, ta nghĩ Kim trưởng lão hẳn là cũng hiểu rõ." Diệp Oản Oản khinh thường nói. "Như không sợ Minh chủ thật sự sợ Cầu Tạp Trùng, làm sao còn có thể đem cái biệt hiệu Cầu Tạp Trùng khó nghe như thế rêu rao khắp nơi. Vì thế nên hiện nay, Độc Lập Châu căn bản không ai biết tên thật của Cầu Tạp Trùng, chỉ gọi hắn là Cầu Tạp Trùng." "Bạch Minh chủ, người thu mấy người ngoại lai, chẳng lẽ thật coi võ đạo liên minh công hội bọn ta là kẻ đuôi mù cả rồi sao? Bỗng nhiên, kim trưởng lão cười lạnh một tiếng, quy củ của độc lập châu, không phải chỉ là do mỗi mình võ đạo liên minh công hội bọn ta quyết định, trong đó còn bao gồm cả tứ đại thế gia và một vài thế lực ngầm. Bạch Minh chủ thật muốn tạo tiền lệ xấu, chính mình xảy ra chuyện cũng không sao, sợ là sẽ là làm liên lụy một đám huynh đệ vào sinh ra tử này của ngươi. Kim trưởng lão cười nói, tự nhiên, nếu như Bạch Minh chủ đáp ứng, chuyện này, Phó đạo liên minh công hội chúng ta làm chủ cấp cho mấy người kia giấy thông hành độc lập châu để cho mấy người kia trở thành người của độc lập châu chuyện này cũng dễ tính như thế nào nghe kim trưởng lão nói như vậy trong lòng diệp oản oản tràn đầy hâm mộ giấy thông hành độc lập châu nàng cũng muốn à nha như mình cũng có thể có giấy thông hành độc lập châu nào còn cần phải giả mạo không sợ minh chủ cả ngày con miệng nó lo lắng để phòng ăn ngủ không yên ha ha kim trưởng lão Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng cũng không phải là vì bị các người uy hiếp, mà là vì chúng ta và A Tu là quả thực có thủ oán. Như vậy đi, trừ các điều kiện phía trên ra, võ đạo liên minh công hội các người phải chi ra gấp 3 lần nhân lực và tiền bạc, hơn nữa tại thời điểm chúng ta có nhu cầu, phải hết sức giúp đỡ. Nếu không, miễn bàn, Diệp Oản Oản nói, cái gì, gấp 3 lần nhân lực và tiền. Một vài thành viên võ đạo liên minh đứng ở sau lưng kim trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Nghe giang hồ đồn, cái tên không sợ minh chủ này tham lam thành tính, thiếu tiền liền cướp. Thậm chí ngay cả một trong tứ đại thế gia, phú khả địch quốc thẩm gia cũng đều bị ả ta chấn lột tiền. Bây giờ xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Gấp 3, bạch minh chủ thật là đòi hỏi nhiều, kim trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Oản Oản. Kế hoạch hủy diệt A Tu La lần này, hắn tìm rất nhiều thế lực để xúi dục tiến hành, nhưng đám không sợ minh này lại là khó thương lượng nhất, cũng là thế lực khó chơi nhất. Cho tới bây giờ không có một thế lực nào dám trả giá cùng với võ đạo liên minh công hội như vậy. Được rồi, ta đáp ứng bạch minh chủ, gia tăng gấp 3 lần nhân lực và tiền bạc. Cuối cùng, kim trưởng lão vuốt cầm nói. Ừ, vậy mau một chút, nhân lực cũng không cần gấp, trước tiên đem tiền đưa tới cho ta. Nhớ kỹ, thiếu một xu, chuyện này cũng đều miễn bàn. Diệp Oản Oản nói. Ha ha, kim trưởng lão khẽ cười một tiếng, Bạch Minh chủ yên tâm, chúng ta nếu như đã đáp ứng Bạch Minh chủ, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nếu đều đã đem chính sự nói xong, lão phu liền xin cáo từ trước rồi. Kim trưởng lão nói xong, dẫn theo đám thành viên võ đạo liên minh công hội sau lưng nhanh chân rời đi. Thấy Kim trưởng lão đã đi rồi, bắt đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ. Sau khi tỷ lần này trở về, để có cảm giác tỷ so với ngày trước còn muốn phách lối hơn. Năm đó tỷ đòi tiền võ đạo liên minh công hội bất quá chỉ nhiều hơn gấp đôi, lần này lại yêu cầu gấp ba. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, vật giá đều lạm phát không biết bao nhiêu lần, tôi đây mới đòi có gấp ba. Trường 1345, lại có thể gáy như vậy. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, bắt đầu lại không thể phản bác được. Nói kiểu này, thật giống như rất hợp lý. Phong tỷ, chúng ta thật muốn tấn công Atula à? Bất quá, nếu như võ đạo liên minh công hội bỏ ra tiền của và nhân lực, thừa dịp Tu La chủ mới vừa trở về, A Tu La vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta đích xác có thể cân nhắc một chút." Bác Đầu nhìn Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng nói. "Giờ phút này, các cao tầng ở đây dối rít gật đầu, đối với cách nói của Bác Đầu như vậy rất là đồng ý. Công cái gì mà công, trước tiên cầm được tiền rồi lại nói." Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn mọi người ở đây một vòng. "A, à, Phong tỷ đừng nói là tỷ muốn ăn khoản tiền này của võ đạo liên minh công hội, sau đó không làm việc đấy chứ. Không sợ mình chúng ta mặc dù danh tiếng kém, nhưng nở mày nở mặt cũng ở việc coi trọng chữ tín. Tỷ thấy đó, thất sát lệnh của chúng ta, nói khiến cho thế lực nhận được trong vòng 7 ngày sẽ bị hủy diệt, thần Phật đều cứu bọn họ không được. Trong vòng 7 ngày tất nhiên bị hủy diệt, chính là một chữ tín, làm đầu. Nếu như chúng ta lấy tiền nhưng không làm việc, không giữ chữ tín, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe bắt đầu nhìn diệp oản oản nói nghe vậy diệp oản oản đưa tại chỗ để con miệng nó lấy chữ tín làm đầu hủy diệt thế ra người khác làm sao lại có liên quan gì tới uy tín được chứ ai nói không sợ mình chúng ta không giữ chữ tín giờ phút này diệp oản oản lườm bắt đầu một cái lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi nói không làm việc rồi hả bắt đầu mặt đầy vẻ ngơ ngác vậy phong tỉ mới vừa rồi có ý tứ là tôi chỉ đáp ứng võ đạo liên minh công hội ra tay nhưng tôi có nói lúc nào ra tay sao? Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Thật giống như không có. Bắt đầu theo bản năng lắc đầu một cái. Nếu tôi chưa nói qua thời gian động thủ, vậy thì gấp cái gì? Nếu tâm tình của tôi không tốt, 10 năm, 20 năm sau động thủ cũng không muộn. Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Vậy Phong tỉ, tâm tình của Tỷ hiện tại có tốt hay không? Bắt đầu hỏi. Không tốt, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Nghe vậy, bắt đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, không tốt là tốt rồi, để thấy chúng ta vẫn là nên đợi 20 năm sau hãy động thủ với Atula đi. Diệp Oản Oản cũng không đáp lại, ngược lại chính mình cũng không phải là không sợ minh chủ, trước đem tiền của võ đạo liên minh công hội lừa lấy đã. Đến lúc đó, võ đạo liên minh công hội muốn tìm, cũng không tìm được mình, kẻ lừa bịp tiền của bọn họ chính là không sợ minh chủ Bạch Phong, cũng không phải là nàng. Tan họp, Diệp Oản Oản vung tay lên, xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc, người đàn ông trước đó bị Diệp Oản Oản sắp xếp ở lại trông chừng Beerus và Đại Bạch vẫn còn chưa rời đi, yên tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên, một đôi mắt sống chết không dám rời đi khỏi người Beerus và Đại Bạch. "Minh chủ, ngài đã trở lại rồi." Nam tử nhìn thấy Diệp Oản Oản tiến vào phòng làm việc, Phảng Phất như nhìn thấy cha mẹ hắn đã sớm thất lạc nhiều năm, mặt đầy kích động. Beerus và Đại Bạch không đánh nhau chứ? Diệp Oản Oản hướng về nam tử hỏi. Nghe vậy, nam tử lắc đầu liên tục, không có. Không có đánh nhau, chuyện minh chủ giao phó cho tôi, vậy tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt. Beerus và con bạch hổ kia mặc dù hung mãnh, mấy lần suýt chút nữa đánh nhau, bất quá đều bị tôi chấn nhiếp. Có tôi ở nơi này, chúng nó không dám đánh. Nhưng mà, theo âm tiết đầy cứng rắn của gã ta vừa vang lên, Beerus và đại bạch lại hiếm thấy hết sức ăn ý với nhau, một hổ một báo hai cặp thú mắt đồng thời nhìn về phía nam tử, tựa như cũng nghe hiểu lời nam tử nói. "Diệp Oản Oản, thành viên không sợ minh, lại cũng có thể gáy vang như dế kêu như vậy sao, là học ai?" "Minh chủ, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi liền đi trước đây." Gã đàn ông mặt đầy vẻ lúng túng. Diệp Oản Oản phất tay, để cho hắn ta rời đi. Chương 1346, thật lâu chưa phóng đáng đem cửa phòng làm việc của mình đóng lại, Diệp Oản Oản chạy chậm chậm tới trước mặt Đại Bạch. Tiếp đó, đợi nó chính là một trận mân mê nhào nặn. Thần sắc Đại Bạch như có chút bất đắc dĩ, nhưng chẳng qua chỉ an tĩnh nằm úp ở một bên. Nhưng mà, chính lúc này, Beerus nằm úp sắp ở một bên, dùng móng vuốt cho trọt, trọt phần lưng của Diệp Oản Oản một cái, một đôi mắt to đen nhánh, long lanh nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản tranh sùng. Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Diệp Oản Oản gãi gãi cầm Tiểu Hắc, mở miệng cười nói. Giờ phút này, Beerus lim dim mắt, ngửa đầu lên trên cao, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Chơi đùa nửa ngày với Beerus và Đại Bạch, Diệp Oản Oản vừa mới buông tay, Beerus lại bỗng nhiên đứng lên, Đại Bạch thì vẫn an tĩnh nằm úp sấp tại chỗ, không hề nhúc nhích, chẳng qua là đôi mắt của nó không hề rời khỏi người Beerus. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú, chợt thấy Beerus duỗi người, nghênh ngang đi tới bên cạnh Đại Bạch, hơn nữa còn nằm ở trước người của Đại Bạch, chỉ bất quá, Beerus lại chĩa mông về phía Đại Bạch. Một màn trước mắt khiến cho Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Đây có phải là Beerus tuyên cáo chủ quyền của mình đối với Đại Bạch? Nơi này là địa bàn của nó, cho nên nó là lão đại. Nhưng mà, Đại Bạch lại căn bản không hề để ý tới cho mèo của Beerus, chẳng qua chỉ hơi hơi xích đầu qua một bên. Bất kể như thế nào, Beerus và Đại Bạch không tiếp tục giao đấu với nhau là tốt rồi. Địa bàn này Vốn cũng là thuộc về Beerus, vậy thì để nó muốn làm gì làm đi. Giờ phút này, Diệp oản oản ngồi trên ghế làm việc, không khỏi lâm vào trầm tư. Nàng còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, nhưng trước mắt lại không có cách nào điều động lực lượng nòng cốt của không sợ minh. Muốn mượn lực lượng nòng cốt không sợ minh đi tìm tư dạ hàn, căn bản là không quá thực tế. Hơn nữa, rất có thể sẽ dẫn tới sự hoài nghi của thất tinh, kỳ hoàng, thậm chí còn là của những lão già cao tầng không sợ minh kia nếu như chính mình xây dựng một thế lực riêng thuộc về mình mà nói tất nhiên ý tưởng tuy tốt nhưng để thực hiện cũng không hề dễ dàng chính bản thân diệp oản oản cũng biết việc mình ở tại không sợ minh giả mạo bạch phong chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể sẽ phải tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục hơn nữa chính mình quá mức bị động hôm nay võ đạo liên minh gây chuyện ngày mai cầu tạp chủng gây chuyện mấy ngày nữa sợ rằng tứ đại thế gia cũng muốn đến gây chuyện tiếp tục như vậy, nàng làm như thế nào cho phải. Bất quá, trước mắt mà nói, chính mình lừa bịp võ đạo liên minh công hội một khoản tiền, cộng thêm không sợ minh vốn dầu nứt đố đổ vách. Hiện tại mình có thể coi như là không sợ minh chủ, muốn huy động vốn cũng không mấy khó khăn. Nếu như, dùng tiền của người khác, đi xây dựng thế lực của mình. Phong tỉ, còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, âm thanh bắt đầu lại từ ngoài cửa truyền tới. Diệp Oản Oản thu liếm tâm trạng, trên khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, vào. Nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhàn nhạt nói, phong tỉ, buổi tối có rảnh không? Chúng ta đi chơi đi, thật lâu chưa phóng đáng. Nghe vậy, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, chơi cái em gái ngươi. Đi đâu chơi, Diệp Oản Oản hỏi. Gần đây có một chỗ mới mở, nghe nói có rất nhiều hàng mới. Bắt đầu cười hô hô nói. Diệp Oản Oản, lần này sẽ không phải lại là một cái nhà hàng ly kỳ cổ quái nào đó, sau đó lại bắt mình ăn châu chấu chiên ngập dầu đi. Cậu và thất tinh sắp xếp là được, Diệp Oản Oản nói. Được, vậy cũng dễ nói rồi. Nói xong, bắt đầu xoay người định rời khỏi. Chờ chút, Diệp Oản Oản gọi bắt đầu lại, ở trong lãnh địa chúng ta, cho xây một cái công viên nhỏ. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, bắt đầu xứng sở tại chỗ xây một cái công viên. Có ý gì? cho Đại Bạch và Mirus cư ngụ. Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Bắt đầu kinh ngạc nói, phong tỷ, cái này cũng quá xa xỉ. Xây công viên cho hai con mãnh thú, đây quả thực. À, đúng rồi, để cảm thấy, tầng 7 cũng không tệ, ánh sáng ổn, diện tích cực lớn, thích hợp xây một cái công viên trong phòng. Diệp Oản Oản chương 1347, cú điện thoại khó tin. Diệp Oản Oản muốn chính là một cái công viên ngoài trời bắt đầu ngược lại thật là dứt khoát, trực tiếp đòi tiến hành cải tạo lầu 7. Bất quá, phong tỷ, lầu 7 là địa bàn của những trưởng lão kia của không sợ minh ta, tỷ có lẽ nên suy nghĩ cho kỹ. Đương nhiên, nếu như tỷ vẫn muốn tiến hành cải tạo. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, cười một tiếng đầy vẻ gian gian. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, từ đầu đến cuối, nàng có nói gì sao? Là ai đòi cải tạo lầu 7? Không sao, diệp oản oản nhàn nhạt mở miệng toàn bộ không sợ minh đều là của tôi chẳng lẽ tôi muốn ở trên địa bàn của mình động tay động chân còn phải thông qua sự đồng ý của đám trưởng lão kia chuyện này liền giao cho cậu sửa chữa lại lầu bảy cho tôi cần bao nhiêu chi phí trực tiếp đi tìm kế toán lấy nghe lệnh sắc mặt bắt đầu khẽ biến nhiệm vụ này giao cho hắn há chẳng phải là để cho hắn đi đắc tội đám lão già kia chỉ bất quá lệnh của diệp oản oản đã nói ra khỏi miệng bắt đầu đương nhiên không thể ý kiến thêm gì nữa. Giờ phút này, bắt đầu hận không thể hung hăng tát cái miệng rộng của mình hai cái. Không có việc gì, lắm mồm làm cái gì. Được rồi, phong tỉ, cứ vậy đi. Không có việc gì nữa, đệ liền đi sắp xếp. Bắt đầu thở dài một tiếng, thở ơ hờ hững nói. Đi thôi, đi thôi. Diệp oản oản phất phất tay, để cho bắt đầu cút đi. Sau khi bắt đầu rời đi, Diệp oản oản lại đi mần virus và đại bạch một hồi. Bất quá trong chốc lát, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên thoại di động, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Chiếc điện thoại và số điện thoại này là do bắt đầu đưa cho nàng khi Diệp Oản Oản mới vừa gia nhập không sợ minh, cũng chỉ có một ít người nhóm bắt đầu và thất tinh biết được. Giờ phút này, Diệp Oản Oản tiếp nhận điện thoại, lạnh lùng nói, nói. Môn chủ à, âm thanh đầu kia điện thoại, hơi có chút lãnh đạm và tùy hứng là đứa kém thông minh nào gọi điện thoại tới còn hỏi mình có phải là minh chủ hay không nói nhảm diệp oản oản lạnh nhạt nói cậu thuộc phòng ban nào nghe vậy bên đối diện yên lặng chốc lát có ý gì có ý gì diệp oản oản khóe miệng hơi hơi co rúc lại cậu là ai dịch thủy hàn thanh âm lãnh đạm từ trong điện thoại truyền ra cái gì cậu tạp chủng sau khi biết được thân phận của đối phương diệp oản oản nhất thời kinh ngạc không tin nổi giờ phút này có lẽ, cầu tạp chủng gọi là nàng môn chủ, không phải là minh chủ. Dịch Thủy Hàn, ơ, không không, cầu ra, không phải, là dịch đại hiệp, nguyên lai là anh à. Dịch đại hiệp hôm nay làm sao đột nhiên có thời gian rảnh rỗi. Nụ cười lạnh giá trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời tiêu tán vô tung. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới, đêm đó tại Sòng Bạc, chính mình và cầu tạp chủng từng trao đổi qua số điện thoại. Chỉ bất quá, nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cầu tạp trùng sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, suýt nữa nàng đã quên bén mất chuyện này. Chuyện công, cầu tạp trùng nhàn nhạt nói. Dịch đại hiệp, có chuyện công gì? Nghe được lời này của cầu tạp trùng, chân mày diệp oản oản hơi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ, cầu tạp trùng đã đoán được thân phận của nàng rồi sao? Tôi cho cô địa chỉ, gặp mặt hãng nói. Nói xong một câu nói này, cầu tạp trùng liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Nghe âm thanh ngắt điện thoại vang lên, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, địa chỉ anh ta vẫn chưa đưa mà. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhắn một tin nhắn qua, bảo cầu tạp chủng giao ra địa chỉ. Nhìn thấy tin nhắn trả lời địa chỉ, Diệp Oản Oản lâm vào yên lặng. Đối mặt với đại boss cao cấp nhất độc lập châu này, nàng đến tột cùng nên tự mình đi tới, hay là mang theo đại đội nhân mã đi cùng. Trầm tư rất lâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng quyết định vẫn là nên chính mình đơn thương độc mã đi qua. chương 1348, đi đến nhà tôi đi. Ban đầu không sợ mình chủ bày ra mai phục, chuẩn bị hố cầu tạp trùng một cái, ai ngờ đâu, lại đem chính mình ném vào hố. ưu thế về nhân số, đối với cầu tạp trùng mà nói, dường như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Cuối cùng, vô cùng bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tự lái xe đi đến địa chỉ mà cầu tạp trùng gửi tới nhưng mà hố hàng nhất chính là độc lập châu cũng không có bản đồ dẫn đường nàng không biết đã đi lòng vòng mất bao lâu mãi tới trạng vạng diệp oản oản lúc này mới đến được chỗ cần đến sau khi xuống xe diệp oản oản quan sát bốn phía trên trán lộ ra vẻ nghi hoặc chỗ này quả thực là có chút quen mắt thật giống như bỗng nhiên sắc mặt diệp oản oản khẽ biến chỗ này không phải là ở khu vực phụ cận ngôi biệt thự có ma đó của nàng hay sao diệp cô nương rất nhanh âm thanh cầu tạp trùng từ phía sau chuyển đến diệp oản oản theo bản năng xoay người lại một mái tóc dài đen mượt tới tận bên hông một bộ đồ thể thao kiểu dân tập võ nhìn kiểu nào cũng đều thấy hết sức tùy ý chỉ bất quá phối hợp với khuôn mặt đó thật khiến cho người ta có chút cảm giác muốn gào lên đầy kích động con miệng nó quá đẹp trai rồi một người đàn ông làm sao lại có thể đẹp như vậy nếu như gã cầu tạp trùng này mặc đồ nữ trừ việc không có ngực ra quả thực là hoàn mỹ có được hay không cẩu ra nhìn thấy cầu tạp chủng đang đi về phía mình diệp oản oản liền vội vàng ninh đón trên mặt mang theo nụ cười nghe cách xưng hô của diệp oản oản chân mày cầu tạp trùng hơi hơi nhíu lên cẩu ra anh gọi tôi tới không biết có gì phân phó diệp oản oản cười nói nhìn diệp oản oản trước mặt cầu tạp trùng hờ hững nói diệp tiểu thư không cần khách khí như vậy gọi tôi dịch thủy hàn là được rồi Diệp Oản Oản, bỗng nhiên quên mất chuyện này, cầu tạp trùng cũng không thích chính biệt hiệu này. Nhưng mà, cách xưng hô này và khách khí có quan hệ gì? Đi đến nhà tôi đi, cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi đến nhà anh, Diệp Oản Oản sững sờ, cầu tạp trùng và nàng lại là hàng xóm. Trời má, thật sự là hàng xóm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi theo cầu tạp trùng, đi tới phụ cận căn nhà ma. Mà tại thời điểm hai người đi ngang qua căn nhà có ma của Diệp Oản Oản, cầu tạp trùng lại bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào căn nhà ma nói, đó là một tòa nhà có ma, đã từng phát sinh một vụ án chặt xác bỏ thùng xốp, bên trong chắc chắn có quỷ. Diệp Oản Oản, con miệng nó, anh có biết nói tiếng người không, có quỷ cái giam á? Là tôi ở bên trong đó có được hay không? Ừ, đó là điềm chẳng lành, bất quá, những thứ như ma quỷ, quá không khoa học rồi, hẳn là không có. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản, chuyện không khoa học có quá nhiều. Tôi từng tận mắt nhìn thấy qua, nơi này có quỷ. Diệp Oản Oản, anh giàu gì cũng là đại boss cao cấp đáng sợ nhất độc lập châu, lại nghiêm túc ở chỗ này tám nhảm, có lộn không vậy? Tuy nói Diệp Oản Oản sợ ma quỷ, nhưng trong lòng cũng biết, trên đời này căn bản không có quỷ. Cái gã cầu tạp trùng này lại nghiêm túc nói bên trong có quỷ có còn để cho người ta ở nữa hay không đây? Cầu ra, chúng ta vẫn là nên nói chính sự đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười nói, nàng quả thực không muốn tiếp tục cái đề tài nhà có ma này. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của cầu tạp trùng, hai người sóng vai đi tới một căn nhà ở phụ cận căn nhà ma. Nhắc tới cũng trùng hợp, căn nhà này ở ngay phía sau nhà ma. Diệp Oản Oản nếu như đứng ở tầng cao nhất của căn biệt thự, xuyên qua cửa sổ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy được nơi này. Giờ phút này, Diệp Oản Oản quan sát kỹ, căn nhà này quả là đặc thù, không có cánh cửa. chương 1349, tìm lộn chỗ. Diệp Oản Oản, thấy căn nhà không có cửa này, thật giống như bỗng nhiên liền hiểu ngay, cậu tạp trùng tìm mình là vì chuyện gì rồi. Trước đó có người đến ám sát tôi, thời điểm ra tay không cẩn thận đem cửa đánh nát. Cậu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Ám sát anh, Diệp Oản Oản không nhịn được muốn phỉ cười, vị đại boss hàng đầu này, nguyên lai like cũng có thời điểm bị người ta ám sát. Bất quá, tôi luôn cảm thấy người tới ám sát tôi, chắc là tìm lộn chỗ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Cầu Tạp Trùng nhìn về nhà có ma phía cách đó không xa, đoán chừng là đi ám sát chủ nhân nhà ma, nhưng mà đi nhầm chỗ. Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản mặc dù muốn bóp chết Cầu Tạp Trùng, nhưng lời Cầu Tạp Trùng nói, lại cũng khiến cho Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư nếu như điều cầu tạp chủng nói là sự thật vậy chẳng phải là có người muốn ám sát chính mình tại độc lập châu người nàng đắc tội tựa hồ chỉ có vị tam trưởng lão lý tư kia tự nhiên diệp oản oản cũng không mấy coi là thật dù sao không có tên sát thủ nào sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này ngay cả địa chỉ của người cần ám sát cũng không tra rõ ràng được cho nên cầu gia có ý tứ là muốn tôi thay một cánh cửa khác cho anh diệp oản oản nhìn về phía cầu tạp chủng Chậm rãi mở miệng nói. Cô không phải là môn chủ sao? Tôi với mấy thứ này cũng không dành, giúp tôi đổi một cái cửa trống trộm lớn một chút. Cầu tạp trùng cực kỳ nghiêm túc nói với Diệp Hoàn Hoàn. Sao môn chủ, chủ tiệm bán cửa? Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn có chút cạn lời. Nàng là môn chủ cái giam á, làm sao mình biết được cái gì mà cửa trống trộm cơ chứ? Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng dù sao cũng là do chính mình đào hố. Nhanh lên đi, hay là tôi chờ cô về tiệm bán cửa để mua cửa cũng được. Cầu tạp trùng nói, đừng, tôi đã nói là không cần rồi, chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi. Ngày mai sau khi tôi chọn xong cho anh, sẽ bảo nhân viên đưa cửa tới, giúp anh lắp đặt ổn thỏa. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, nàng có tiệm bán cửa cái giam á. Được rồi, cầu tạp trùng gật đầu, Diệp Tiểu Thư đi vào nhà ngồi chơi một chút đi cầu ra, không nên khách khí. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, nàng làm sao có thời giờ chứ, còn phải nhanh đi mua cửa trống trộm cho cầu tạp trùng. Ăn chung bữa cơm rau dưa chứ, cầu tạp trùng nói xong, xoay người đi vào bên trong căn nhà không có cửa. Thấy vậy, Diệp Oản Oản than khẽ trong miệng, chỉ có thể đi theo cầu tạp trùng vào trong. Nơi ở của cầu tạp trùng vô cùng đơn giản, trừ chiếc giường và vài cái bàn ra, bên trong căn phòng lớn như vậy, cũng không có thứ gì khác tôi đi làm cơm, cô cứ tùy tiện ngồi chơi một chút đi. Cầu tạp trùng hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe cầu tạp trùng nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đường đường là đại boss đại danh đỉnh cấp, lại còn có thể biết nấu cơm, thật là có chút hít bộ dáng người đàn ông của gia đình à nha. Diệp tiểu thư ăn thịt không? Cầu tạp trùng nhìn Diệp Oản Oản hỏi. Ăn, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Ồ, vậy không có, đoạn thời gian gần đây, tôi ăn chay. Cầu Tạp Trùng nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Diệp Oản Oản, con mẹ nó, vậy anh hỏi tôi ăn thịt không để làm gì? Thấy Cầu Tạp Trùng tiến vào phòng bếp, Diệp Oản Oản lại ngồi đánh giá chung quanh căn phòng này. Gã Cầu Tạp Trùng này, chỗ ở ngược lại không tệ, diện tích thật lớn, nhưng lại không hiểu cách trang trí. Bên trong phòng tuy là bài bố gọn gàng, nhưng nếu như tùy tiện sửa sang lại một phen, sẽ càng dễ nhìn hơn nhiều. Trên vách tường cách đó không xa, treo một bộ album. Thoạt nhìn, người trong ảnh có chút tương tự với Diệp Oản Oản, tướng mạo cũng vô cùng sắc sảo. Một lát sau, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng cùng cầu tạp trùng, lại là hàng xóm, là hàng xóm với đại boss đỉnh cấp như vậy, áp lực quả thực không nhỏ. chương 1350, không cùng một đẳng cấp. Ước chừng nửa giờ sau, cầu tạp trùng đem thức ăn để lên bàn ăn. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, mặc dù tất cả đều là thức ăn đơn giản, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất ngon miệng. Chưa từng nghĩ, loại đại lão này, tài nấu nướng cũng coi như không tệ. Diệp cô nương, mời, cầu tạp chủng ngồi vào bàn ăn, hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản cũng không khách khí, liền động đúa. Kỹ thuật nấu nướng không tệ cái con miệng nó. Diệp Oản Oản thề, nàng tình nguyện đi ăn châu chấu chiên ngập dầu còn hơn. Chỗ thức ăn này, ngoại trừ thoạt nhìn bên ngoài không tệ ra, không có chỗ nào có thể khen được. Quả thật là khó mà nuốt trôi. Cẩu ra, người đó là vợ của anh sao? Diệp Oản Oản chỉ về bộ album cách đó không xa. Nghe vậy, cậu tạp trùng nhìn về phía album một cái, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, đó là mẹ tôi. Diệp Oản Oản, mẹ tôi từ rất sớm cũng đã qua đời. Cô và mẹ tôi, tính cách có chút tương tự. Cậu tạp trùng quan sát Diệp Oản Oản bằng ánh mắt cân nhắc, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ, tương tự về tính cách, chẳng lẽ ý muốn nói thời điểm mình ở tại Sòng Bạc, đã từng che chở cho cầu tạp trùng. Cầu ra, loại thân phận này của anh, hẳn cũng biết được rất nhiều đi. Diệp Oản Oản nói đầy thâm ý. Phương diện nào, cầu tạp trùng vừa ăn món, cơm, khó nuốt của mình, vừa mở miệng đáp lại. Không sợ minh, cầu ra hẳn là rất quen thuộc đi. Tôi nghe nói, ngoại hiệu của cầu ra, đó là do không sợ minh chủ đặt cho. Diệp Oản Oản đầy thăm dò mở miệng. Nhưng mà, nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, chân mày cầu tạp trùng lại hơi sững sờ. Hình như là gọi là Bạch Phong à. Một lát sau, cầu tạp trùng lắc đầu một cái, không quen. Diệp Oản Oản, trời má, thật hay cho một câu không quen. Không sợ minh chủ trăm phương ngàn kế muốn khiêu chiến với cầu tạp trùng, bị cầu tạp trùng đánh cho bẹp dí dưới đất. Kết quả đến bây giờ, người ta căn bản cũng không mấy quen thuộc với không sợ minh chủ. Quả thật là chưa bao giờ để ở trong lòng, lại càng không đem không sợ minh chủ đặt vào trong mắt à nha. Vậy, cậu ra có biết cái thế lực như Atula hay không? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Nghe nói qua, cậu tạp trùng gật đầu một cái, nhìn Diệp Hoàn oản một người bán cửa như cô, đối với những thế lực tại độc lập châu, cũng có hứng thú sao? Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn cười cười giải thích, cậu ra, cũng không phải sao. Tôi là người làm ăn hiểu một chút về những thế lực tại độc lập châu này, không phải là rất bình thường sao? Nghe Diệp Oản Oản giải thích, cầu tạp trùng gật đầu một cái, đích xác cũng có chút đạo lý. Loại thế lực như Atula này, ở tại độc lập châu cũng coi như thuộc hàng nhất lưu, cũng tạm được. Cầu tạp trùng mở miệng nói. Nhìn một chút mà xem, đây con miệng nó chính là tranh lệch về đẳng cấp. Hỏi về không sợ minh chủ, người ta căn bản là không quen, hỏi Atula, lập tức nói là biết cầu ra hẳn là cũng biết tu la chủ đi. Diệp Oản Oản liền vội mở miệng. Không sợ minh chủ cùng tu la chủ có thể là có đại thù. Đối với tu la chủ, Diệp Oản Oản thực sự muốn biết rõ ràng. Nghe nói qua, cầu tạp trùng gật đầu. Vậy, tu la chủ rất mạnh sao? So với không sợ minh thì thế nào? Diệp Oản Oản nói. Hẳn là, không cùng một đẳng cấp đi. Cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Vậy, tu la chủ rất mạnh sao? diệp oản oản lại hỏi cũng khá tôi đã từng nghe nói qua một ít chuyện của tu la chủ cầu tạp trùng nói giờ phút này trong lòng diệp oản oản không khỏi thở dài với loại tầng thứ cao tầng như cầu tạp trùng có thể nói ra cũng khá đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của tu la chủ phó đạo liên minh công hội để cho nàng đi đối phó a tu la há chẳng phải là bảo nàng đi chịu chết sao không sợ minh cũng được a tu la cũng được cô tốt nhất cũng không nên tìm hiểu quá sâu lo làm ăn thật tốt là được. Chưa chắc sẽ cần phải dính dáng quá nhiều đến những thế lực như vậy. Cầu tạp trùng hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. chương 1351, uống rượu không? Đối với việc cầu tạp trùng có thiện ý nhắc nhở, Diệp Oản Oản chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Diệp Oản Oản cũng không muốn dính dáng quá nhiều. Nàng đi tới độc lập châu vốn chẳng qua chỉ định đi tìm tư dạ hàn, sau đó hỏi rõ chân tướng của sự thật, dẫn tư dạ hàn cùng nhau trở về Hoa Quốc. Ai ngờ đâu, sau khi đi tới độc lập châu, mọi chuyện đều đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, càng lún càng sâu, không cách nào thoát thân được. Cầu ra, anh không sáng lập bất kỳ thế lực nào sao? Diệp Oản Oản nhìn cầu tạp trùng, vô cùng tò mò. Người đàn ông trước mắt này, nghe nói có thực lực tuyệt đối. Nhất là tại loại địa phương như độc lập châu, không cách nào sử dụng súng ống, hơn nữa cũng không bị ràng buộc nhiều bởi luật pháp, giá trị vũ lực liền tương đương với đại biểu hết thảy. Với khả năng của Cầu Tạp Trùng, vì sao không sáng tạo thế lực của mình, tạo ra vương quốc của riêng mình? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, Cầu Tạp Trùng hơi sững sờ, sau khi trầm tư một lát, mở miệng nói tại sao phải sáng tạo thế lực? Mời chào một đám phế vật vô dụng, có ý nghĩa gì đâu? Lời này của Cầu Tạp Trùng vừa nói ra, Diệp Oản Oản chẳng biết đáp lại thế nào. Chỉ sợ ở trong mắt Cầu Tạp Trùng, trừ chính anh ta ra, tất cả mọi người đều là phế vật thật là cuồng vọng đến tận xương tủy. Uống rượu không, chỉ chốc lát sau, cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Nghe vậy, Diệp Oản Oản theo bản năng định cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, mới phát hiện, giờ phút này đã và sẽ không một ai có thể quản được nàng. Sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Oản Oản gật đầu một cái cũng được. Lúc này, cầu tạp trùng đứng dậy lấy rượu, giúp Diệp Oản Oản rót một ly, rượu này chính là do tôi cất, ở bên ngoài cô căn bản là không uống được. Ồ, lúc này, Diệp Oản Oản hứng thú. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem một ly rượu đầy rót vào trong miệng. Mùi vị như thế nào? Cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản, cầu tạp trùng, mùi vị cũng không tệ, nhưng cái này thật giống như là không có mùi rượu nha. Diệp Oản Oản đem ly rượu trong tay buông xuống, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nàng còn chưa bao giờ uống qua rượu không có mùi rượu. Ừm, cầu tạp trùng gật đầu một cái không có rượu cồn nhưng có vị ngọt ngọt diệp oản oản mặt đầy mộng bức nhìn cầu tạp trùng cầu ra tôi có thể hiểu thành đây là nước hoa quả hay không cô hiểu như vậy cũng được cầu tạp trùng nói diệp oản oản vậy anh con miệng nó hỏi tôi có muốn uống rượu hay không nước hoa quả thì nói là nước hoa quả miệng đi toàn nói hưu nói vượn đúng rồi cầu ra tôi ở tại cách vách nhà anh có thời gian có thể ghé nhà tôi chơi. Diệp Oản Oản nhìn về phía cầu tạp trùng nói. Cách vách, cầu tạp trùng ngẩng đầu lên, cách vách nhà tôi cũng chỉ có căn nhà ma. Diệp Oản Oản lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhiều nhất cũng chỉ là căn nhà từng có án mạng, gọi là nhà ma cũng có chút quá đáng đi. Cô ở trong căn nhà ma kia, cầu tạp trùng cực kỳ kinh ngạc. Vâng, tôi ở trong nhà ma, Diệp Oản Oản vuốt cằm nói. Cầu tạp trùng đối với không sợ minh chủ căn bản không mấy quen thuộc, cũng không biết chỗ ở lúc trước của không sợ minh chủ. Cho nên, Diệp Oản Oản nói chính mình ở tại nhà cách vách, cũng không có gì là không thể. Ồ, cẩn thận một chút đi, bên trong có quỷ. Cầu tạp trùng hời hợt nói một câu, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại, cái gã cầu tạp trùng này không phải là cố ý đấy chứ. Đúng rồi, cầu ra. Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản ngăn ở trước người cầu tạp trùng, tôi gần đây nhận được một tin tức, có người chuẩn bị đi diệt trừ Atula, hơn nữa xuất thủ lao vô cùng phong phú, cậu ra có hứng thú hay không? chương 1352, gái như dế cũng đều có thể gặp nguy hiểm. Nếu như cậu tạp trùng nguyện ý ra tay đối phó Atula, vậy mình há chẳng phải là thoải mái lăn lộn rồi sao? Đến lúc đó võ đạo liên minh công hội chi ra gấp 3 lần tiền, chính mình cho cậu tạp trùng một nửa, còn dư lại một nửa. Không có hứng thú, cậu tạp trùng thờ ơ nói có rất nhiều, rất nhiều tiền. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng. Bao nhiêu tiền, cậu tạp trùng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Có chừng số này, Diệp Oản Oản lập tức đưa mấy ngón tay ra. Tôi đối với thế lực bên ngoài không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay vào, nếu không, cô cho là không sợ mình có thể lưu lại đến hôm nay à. Cậu tạp trùng hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, thì ra, cái gã cầu tạp trùng này không phải là hạ thủ lưu tình đối với không sợ minh chủ, mà người ta là hoàn toàn không có hứng thú ra tay đó nha. Diệp cô nương, cô hẳn không chỉ là người bán cửa đi. Bỗng nhiên, con người thâm thúy của cầu tạp trùng, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản bỗng nhiên có chút trột dạ, chẳng lẽ mình đã bị lộ rồi sao? Cô trừ nghề bán cửa ra, hẳn còn làm cò trung gian. Mỗi khi các thế lực tuyên bố nhiệm vụ lớn, cô chuyên giới thiệu người để nhận nhiệm vụ, sau đó ăn tiền hoa hồng, tôi nói có đúng không? cầu tạp trùng tiếp tục nói diệp oản oản cò cò trung gian nàng nhìn giống cò trung gian chỗ nào đúng vậy cầu ra quả nhiên lợi hại ngay cả cái này cũng đều bị anh nhìn ra được lăn lộn kiếm miếng cơm ăn cũng không có cách nào diệp oản oản liền vội vàng cười nói ngày mai giúp tôi thay cánh cửa đi nhiệm vụ kia tôi không nhận đâu cầu tạp trùng mở miệng nói diệp oản oản được rồi anh là lão đại anh nói cái gì cũng đúng rời khỏi nhà của cầu tạp trùng, đã là trạng vạng tối. Sau khi trở lại liên minh, bắt đầu đã bắt đầu tiến hành kế hoạch cải tạo lầu 7, mà một đám trưởng lão ở lầu 7 cũng không nói gì nhiều, rời đến những tầng lầu khác. Bên trong phòng làm việc, Đại Bạch và Beerus đang khò khò ngủ say, một cái móng vuốt của Beerus tùy tiện đặt ở trên bụng của Đại Bạch. Phong tỷ, địa điểm đã được chuẩn bị xong. Giờ phút này, bắt đầu đi vào phòng làm việc, mở miệng cười nói. Chờ chút, diệp oản oản nhìn về phía bắc đầu cậu biết sửa cửa không sửa cửa bác đầu sướng sờ chợt cười lạnh nói không có cái gì là đệ không biết phòng tỉ cửa phòng làm việc của tỉ chính là do đệ lắp đấy rất tốt diệp oản oản hết sức vui mừng gật đầu một cái nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ cái tên bác đầu này rốt cuộc cũng có chỗ dùng được lúc này diệp oản oản đem địa chỉ của cầu tạp chủng ném cho bác đầu nói ngày mai mặc một bộ đồng phục công nhân cho tôi sau đó đi đến địa chỉ tôi cho cậu lắp một cái cửa chống trộm hả để cho đệ đi làm công nhân lắp cửa bác đầu tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận nổi hắn làm sao biết lắp cửa vừa rồi chỉ tùy tiện gáy một chút mà thôi đừng nói nhảm đi chuẩn bị ngay lập tức đi diệp oản oản liếc mắt nhìn bác đầu được rồi bất đắc dĩ bác đầu chỉ có thể gật đầu đáp ứng hiện nay gái như dế cũng đều có thể gặp nguy hiểm sao phong tỷ thất tinh bọn họ đều đang chờ, chúng ta đi thôi. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản thúc giục. Đối với, địa điểm, ở trong miệng bắt đầu, Diệp Oản Oản căn bản là không muốn đi, nhưng mà, nếu tóc húi cua ca ngày trước đã thích đi, chính mình cũng khó mà cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể đứng dậy, đi theo bắt đầu rời khỏi không sợ minh. Trừ bắt đầu ra, thất tinh và thua thủy mấy người cũng đi theo. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu lái xe đến một địa phương phồn hoa, còn chưa tiến vào, liền có thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Cho tới hôm nay, Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu được, địa điểm trong miệng bắt đầu, lại là hộp đêm siêu xa xỉ cỡ lớn này. Trời má, loại địa phương này, nàng chưa bao giờ đi tới à nha, làm sao để có thể đóng giả như một tay chơi lão luyện được. Trường 1353, đi dạo hộp đêm. Đón lấy tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, Diệp Oản Oản kiên trì đến cùng đẩy cửa xe ra, chậm rãi từ bên trong xe đi ra. Thất Tinh và Thu Thủy hai người đã vào bên trong, an bài một căn phòng chu đáo. Hai vị, mời vào bên trong, một thiếu nữ mặc một bộ đồ phục vụ, lập tức chào đón, mặt đầy vẻ tươi cười. Trên đường đi đến căn phòng đã được chuẩn bị, Diệp Oản Oản được rửa mắt một phen. Tất cả đều là một đám em gái, tướng mạo không tầm thường, mặc đồ lưới đeo tai thỏ cũng có vài em gái ăn mặc đồ hoạt họa, mười phần khả ái. Nhưng mà, khiến Diệp Oản Oản vô cùng ngạc nhiên chính là, trừ các em gái ra, lại còn có các anh trai, hở hang, cơ bụng sáu múi, ăn mặc thật là cay mắt, chỉ bất quá, vẫn còn vừa đủ che chỗ cần che. Diệp Oản Oản, nơi này con miệng nó là cái địa phương quỷ gì? Chỉ chốc lát sau, người phục vụ đem căn phòng mở ra, sau đó liền lui xuống. Tiểu Phong, mau tới đây. Thu thủy thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, liền vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, hướng về Diệp Oản Oản vẫy vẫy tay. Thất Tinh ngồi ở một bên, thần sắc hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, Phong Tỷ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, coi như là đáp lại. "Xin hỏi mấy vị muốn uống rượu sao?" Một người phục vụ đi vào phòng, tươi tắn cười hỏi. Diệp Oản Oản vừa định gọi một chút rượu, nhưng mà bắt đầu lại vung tay lên, "Không cần, Phong Tỷ của chúng ta chưa bao giờ uống rượu." đúng rồi, gọi cho một vài hàng ngon tới. Nghe vậy, nhân viên phục vụ liền gật đầu rời đi. Diệp Oản Oản cực kỳ cạn lời, thời điểm tại Hoa Quốc, tư giả Hàn không cho nàng uống rượu, nhưng giờ thật vất vả mới đi tới được độc lập châu, không sợ minh chủ tóc húi cua ca lại có thể cho tới bây giờ đều không hề uống rượu. Bất quá chỉ trong chốc lát, bên trong phòng bỗng nhiên xuất hiện không ít trai xinh gái đẹp. Người phục vụ đứng ở một bên, để cho đám người bắt đầu chọn em, còn có em nữa, qua đây, bắt đầu hắc ám cười một tiếng, chọn mấy em gái ăn mặc sexy hấp dẫn. Tiểu ca ca qua đây ngồi, thu thủy chọn một gã trai tơ bộ dáng cũng không tệ lắm. Thất tinh, chọn đi, bắt đầu thấy thất tinh vẫn không có động tác, không khỏi thúc giục. Không cần đâu, thất tinh nhàn nhạt mở miệng. Xì, si, không thích thì thôi, bắt đầu bĩu môi, nhìn về phía diệp oản oản, phong tỉ, đừng để ý tới hắn, tỉ chọn đi. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi rúm lại, không sợ Minh Chủ tóc húi cua ca, còn thích chơi thể loại này sao? Đảo tới đảo lui, mặc dù đều không tính là dạng không đứng đắn, bất quá, sau khi thường thấy tuyệt thế mỹ nhan, đối với mấy thứ hàng này, có phần tẻ nhạt vô vị. Không có ai thích hợp, Diệp Oản Oản nói. Các ngươi làm ăn kiểu gì, ngay cả ta cũng đều cảm thấy xấu xí. Có thể có hàng tốt hơn một chút không? Đổi một nhóm khác, bắt đầu cau mày nói bất đắc dĩ, nhân viên phục vụ chỉ có thể đem các tiểu ca ca toàn bộ mang đi, chỉ chốc lát, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, lại lên một nhóm khác. Phong tỷ, nhóm này được, giá trị nhan sắc so với đám trước cao hơn. Mặc dù không bằng đệ, nhưng cũng không thành vấn đề rồi. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Một nhóm này, toàn bộ đều ăn mặc âu phục bảnh bao, có đầy vẻ nam tính và sức hút của những gã đàn ông đích thực, cũng có tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, theo kiểu tiểu thịt tươi cao cấp chỉ bất quá, so với dàn trai đẹp mà Diệp Oản Oản đã từng gặp qua, vẫn còn kém rất nhiều. Quả thực không có hứng thú à nha. Coi thường, Diệp Oản Oản chán đến chết xì một tiếng. Đây cũng không phải là nàng không chọn, mà thực sự là không có hàng tốt. Cái gã thất tinh này cũng không thể hoài nghi được nàng vì chuyện này. Mà Diệp Oản Oản cũng tin tưởng, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, tuyệt đối không phải là loại người đói bụng ăn bừa, ít nhất phải lựa chọn loại cực phẩm đứng hàng đầu đi tiểu ca ca, qua đây ngồi. Diệp oản oản không chọn, nhưng đôi mắt thu thủy lại sáng rỡ lên, trong nháy mắt chọn chúng một gã chai tơ tiểu thịt tươi thoạt nhìn hơi có chút mắc cỡ. Diệp oản oản, không nghĩ tới cô lại là người như vậy, thu thủy. chương 1354, giá trị nhan sắc của kỷ hoàng. Bắt đầu nhìn về phía Diệp oản oản, phong tỷ, đám này cũng đã không tệ nha, khẩu vị tỷ từ lúc nào lớn như vậy. Vậy tỷ rốt cục muốn dạng gì? Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, thuận miệng nói a, à, tối thiểu cũng phải là cỡ cỡ như kỳ tu nhiễm đi. Dùng tư giả dạ hàn làm ví dụ mà nói, những người này cũng không biết được, vì vậy trong đầu Diệp Oản Oản hiện lên tên của kỳ tu nhiễm. Kỳ tu nhiễm, bắt đầu hơi sướng sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác, ai vậy, có đẹp trai bằng đệ không? Kỳ Hoàng, một bên, thu thủy cạn lời mà liếc mắt nhìn bắt đầu bắt đầu rốt cuộc phản ứng lại việc Diệp Oản Oản nói ra tên cúng cơm của kỷ hoàng, miệng nó. Phong tỷ, tỷ à, không nên đâu, yêu cầu của chúng ta đừng nên cao như vậy. Nếu đệ nói đệ thích đệ nhất mỹ nhân độc lập châu, người ta có thể chấp nhận đệ không? Diệp Oản Oản cười không nói, đây cũng là mục đích của nàng. Nàng cứ đưa ra yêu cầu vậy đó, có giá trị nhan sắc của kỷ hoàng. Có thể mang ra thì tốt, không có, liền coi như xong. Nhưng mà, khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, giờ phút này Thu Thủy lại mờ mờ ám ám lấy điện thoại di động ra, tìm số của Kỳ Hoàng, nhắn qua cho anh ta một tin nhắn. Bất đắc dĩ, bắt đầu chỉ có thể bảo nhân viên phục vụ cho đám người này lui xuống. Diệp Oản Oản không ưng mắt, vậy cũng không có biện pháp nào. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là lưu ảnh gọi tới. Lúc này, Diệp Oản Oản đứng dậy, rời khỏi phòng, đi tới địa phương hơi an tĩnh một chút nhận điện thoại của Lưu Ảnh. "Ông chủ." Âm thanh Lưu Ảnh từ trong điện thoại truyền ra. Đối với kiểu gọi này Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản có chút không quen. "Sao rồi?" Diệp Oản Oản hỏi. "Ông chủ, cô đang ở đâu?" Lưu Ảnh nói. "Hộp đêm." Diệp Oản Oản nói đúng sự thật. Lưu Ảnh trầm mặc một hồi, ngay sau đó mở miệng, "Ông chủ, tôi ngày hôm nay cùng với mấy người Khương lão, dưới cơ duyên xảo hợp có lẽ đã tìm được một chút hành tung của cửu gia. Bất quá, chúng tôi bây giờ không có giấy thông hành độc lập châu, cũng không có vốn và nhân viên, điều tra quả thật có nhiều điểm bất tiện. Hành tung của A Cửu, nghe được lời ấy của Lưu Ảnh, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi hơi sáng lên. Diệp Oản Oản chỉ muốn mau sớm tìm ra Tư Dạ Hàn, hơn nữa cùng Tư Dạ Hàn trở về nước. Diệp ra, Tư ra, còn có quá nhiều chuyện vẫn còn chưa giải quyết đang chờ nàng trở về xử lý. Hơn nữa, cha Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm thời gian còn lại cũng không tính là quá nhiều, ước chừng chỉ còn hơn 5 tháng nữa sẽ bị tuyên án. Mà trước đó, nàng nhất định phải tìm được tư dạ hàn và trở lại Hoa Quốc. Các cậu đã lấy được tin tức gì? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Ông chủ, chuyện này nói ra rất dài dòng. Xin ông chủ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định có thể điều tra rõ ràng. Nhưng, chúng tôi yêu cầu có giấy thông hành độc lập châu, còn có tiền và thân phận. Lưu ảnh nói nghe vậy diệp oản oản khẽ vuốt cằm giấy thông hành và tiền không phải là vấn đề nhưng thân phận trong miệng lưu ảnh hẳn là phải nghĩ cách lấy được một vị trí nhất định trong không sợ minh nếu không sẽ không sử dụng được thế lực của không sợ minh chuyện này dường như cũng không mấy dễ dàng ngày mai lại nói chuyện giấy thông hành tôi đã xử lý xong tiền cũng không cần lo lắng diệp oản oản nói nghe được lời nói này lưu ảnh hơi có chút kích động vội vàng nói cảm ơn ông chủ Lưu ảnh, không cần gọi tôi là ông chủ, Diệp Oản Oản nói. Vậy, sau này trước người khác tôi gọi cô là Phong Tỷ, Lưu ảnh nói. Một lát sau, Diệp Oản Oản cúp điện thoại, xem ra, ban đầu chính mình đem đám người Lưu ảnh và Khương Lão Lưu lại là một quyết định chính xác. Sau khi đi tới độc lập châu, rốt cuộc có được tin tức tư dạ hàn, hy vọng Lưu ảnh bọn họ có thể tra ra được một chút dấu vết gì đó. Sau khi đem tâm trạng thu liếm, diệp oản oản xoay người đi vào bên trong căn phòng đèn mờ ồ cô em này thật đẹp nha mới vừa rồi làm sao lại không thấy còn chưa đi vào được bên trong phòng mình một gã đàn ông đã đem diệp oản oản cản ở một bên a à, đẹp chỗ nào bất quá chỉ là một con điếm mà thôi một con ả à áo đỏ trong đám liếc mắt nhìn diệp oản oản lạnh giọng cười nói nghe vậy diệp oản oản hơi nhíu mày đám này lại đem chính mình xem như em gái của hộp đêm rồi hả? chương 1355 là cái thứ gì? Em gái, em tên là gì, do ai quản lý? Đôi mắt đầy dục vọng của gã đàn ông trung niên không che giấu chút nào, đảo tới đảo lui trên người Diệp Oản Oản. Người nhận lầm người rồi. Diệp Oản Oản lườm người đàn ông trung niên một cái, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, người đàn ông trung niên nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, yo, thật là có cá tính. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một bên cô nàng áo đỏ thần thái giống như từ trên cao nhìn xuống, quan sát Diệp Oản Oản bằng ánh mắt kẻ bề trên, mặt đầy vẻ khinh thường, hướng về người đàn ông trung niên nói, Hùng ca, loại hàng này là cái thứ gì, vẫn còn ở nơi này ra vẻ thanh cao. Cũng không biết tự đi soi vào bãi nước tiểu, xem một chút mình là cái thứ gì. Khích, tiểu lan, chưa ăn giấm mà. Hùng ca vẫn yêu em thôi. Trong lúc nói chuyện, gã đàn ông trung niên mặt treo một nụ cười đầy thô bỉ, hung hăng vỗ một cái trên mông của cô gái áo đỏ kia. Cô gái áo đỏ biếu môi, hùng ca, anh xem xem, không phải là em sợ loại mặt hàng này phục vụ anh không tốt sao? Vậy cũng còn chưa chắc, hai em tối nay cùng nhau phục vụ anh. Em hướng dẫn cô ta, vậy còn không được sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Cô gái áo đỏ khinh thường nhìn về phía Diệp Oản Oản, nếu Hùng ca đã có lời, tối hôm nay, Ngươi liền cẩn thận phục vụ hùng ca, có nghe thấy hay không?" Giờ phút này, khóe môi Diệp Oản Oản nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay còn chưa từng có ai dám làm càn như thế đối với chính mình. Tuy nói, Diệp Oản Oản cũng biết chính mình cũng không phải là không sợ Minh chủ chân chính, nhưng theo hiện nay mà nói, nàng đích xác là đang ngồi ở trên ngai vàng của Không Sợ Minh chủ. "Cút." Diệp Oản Oản mất kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. "Tiểu tiện nhân, hùng ca là thân phận gì để cho ngươi buổi tối phục vụ hùng ca là phúc phận ba đời của ngươi con mẹ nó ngươi lại bày đặt giả giờ ngây thơ con nhà lành với lão nương cô gái áo đỏ căm tức nhìn diệp oản oản khích tiểu lan đừng dữ dội như vậy dọa sợ tiểu cô nương người ta người đàn ông trung niên hướng về cô gái áo đỏ cười một tiếng chợt đi tới bên người diệp oản oản cô em em vẫn chưa trả lời hùng ca em tên là gì lúc nói chuyện người đàn ông trung niên đưa tay ra đúng là hướng về phía gò má của Diệp Oản Oản định giờ dẫm. Bép, cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản một cái tát đánh văng bàn tay phải đang đưa tới của gã ta. Yo, tiểu cô nương tính khí còn rất bốc lửa, không tệ, hùng ca của em liền thích như vậy, nếu không, thì cũng như cá chết một dạng, không có gì hứng thú. Người đàn ông trung niên lè đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đôi môi khô khốc. Bắt lại cho ta, trói tới nhà hùng ca đi cô gái áo đỏ hướng về mấy vị tráng hán ở bên cạnh ra lệnh. Nghe cô gái áo đỏ nói như vậy, mấy vị tráng hán đi theo gật đầu một cái, lập tức tiến lên trước, làm bộ liền muốn đem Diệp Oản Oản bắt đi. Đúng lúc này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên, một quyền đánh thẳng vào mặt một trong mấy gã vai u thịt bắp nọ. Dưới tình huống không chút nào phòng bị, vị tráng hán kia bị một quyền của Diệp Oản Oản đánh trúng, thân hình lảo đảo bật ngược lại, hai tay ôm lấy mũi ngã bệch xuống đất chỉ một quyền, xương sống mũi đã bị Diệp Oản Oản đánh gãy. Tìm chết. Thấy vậy, một vị tráng hán khác tức giận hét lớn. Cút. Lúc này, Diệp Oản Oản quyền thế không thu, lấy cùi trỏ hung hăng chấn thẳng vào cổ của hắn ta. Toàn bộ quá trình chỉ mười mấy giây, hai vị tráng hán đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trong miệng gào thét đầy thảm thiết. Một con điếm thối như ngươi, ngươi dám phản kháng. Cô gái áo đỏ cao giọng quát lên. Bép, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở tay đánh thẳng một bạt tay, hung hăng quất vào gò má trái của cô gái áo đỏ. Lúc này, cô gái áo đỏ nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, ôm lấy gò má còn đang hằn lại hình bàn tay, phảng phất như gặp quỷ. Trường 1356, bị vị hôn phu bắt tại trận. Hùng ca, con điếm này đánh em, cái con điếm thối này, lại dám đánh ta. Âm thanh the thé trong miệng cô gái áo đỏ vang lên. Dị động bên này, lại đưa tới không ít người không bao lâu số lượng nam thanh nữ tú trên hành lang của hộp đêm càng ngày càng nhiều sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên thần sắc đều biến đổi đây chẳng phải là yến hùng sao người của yến gia nữ nhân này có lai lịch gì lại dám đắc tội yến hùng đây là chán sống rồi hay sao hí hí hình như nghe nói là gái hộp đêm mà thôi nữ nhân này thật đúng là to gan ngay cả yến gia yến hùng cũng đều dám đắc tội chỉ sợ là căn bản không biết thân phận của Yến Hùng. Ha ha, Yến Gia là thế lực bậc nào, gã Yến Hùng này là một vị cao tầng trong Yến Gia. Nữ nhân mà Yến Hùng muốn, cho tới bây giờ vẫn chưa để xảy khỏi tay người nào. Nữ nhân này ngược lại là có ý tứ, nhưng chỉ sợ kết quả sẽ rất bi thảm. Thấy mọi người bàn tán ẩm ý, thần sắc Yến Hùng cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Chỉ một con điếm thối tha, lại dám ở trước mặt mọi người làm cho mình mất mặt như thế. Loại chuyện này, thật là xưa nay chưa từng có. Cô em, đừng thấy ta cấp cho thể diện mà không cần, ta không quản ngươi có phải là làm việc ở đây hay không, tối nay, nhất định phải lên giường với ta. Nếu không, ta giết cả nhà ngươi, lại để cho huynh đệ của ta thay phiên hãm hiếp ngươi. Yến Hùng nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, gần giọng nói. Bép! Nhưng mà, Yến Hùng mới vừa nói xong, Diệp Oản Oản liền trở tay, lại là một cái bạt tai, hung hăng quất thẳng vào trên mặt của Yến Hùng theo một bà tai này của Diệp Oản Oản vang lên, thời gian bỗng như ngừng lại, mọi người ở đây sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi. Những nhân viên làm việc tại hộp đêm nhìn Diệp Oản Oản, bĩu môi khinh thường, một bộ cứ như đang xem kịch vui. Thật không biết là từ đâu chui ra một nữ nhân không có kiến thức, ngay cả Yến Hùng cũng dám đánh. Con điếm thối, lão tử hôm nay hiếp chết ngươi. Sau khi Yến Hùng bị Diệp Oản Oản đánh cho một bà tai, quát lớn một tiếng, chộp thẳng về phía cổ tay của Diệp Oản Oản chỉ bất quá, Yến Hùng vẫn chưa kịp chạm vào Diệp Oản Oản đã bị Diệp Oản Oản lại quất cho một bạt tai, ngã cái hoạch xuống đất. Yến Hùng, loại cao tầng này trong Yến gia, lúc còn trẻ thực lực cũng không tệ lắm, chẳng qua là những năm gần đây, đã sớm bị tử sắc móc sống thân thể, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Oản Oản. Con điếm thối, người nhất định phải chết, nữ nhân áo đỏ không thể tin được, nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không quan tâm tới à ta, ngược lại còn ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Yến Hùng, cười lạnh nói, nhớ kỹ, ta thuê phòng số 302, người nếu có gan, liền dẫn người qua tới, ta chờ ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, nghênh ngang rời đi. Vào giờ phút này, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau, nữ nhân kia bị ngu sao. Đánh Yến Hùng còn không thèm chạy, thậm chí còn báo ra số phòng của mình. Đây là chán sống, hay là muốn tìm chết? Nữ nhân kia sẽ không có lai lịch gì đấy chứ lai lịch cái rắm những đại lão kia của độc lập châu, làm sao tôi lại không biết. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy nữ nhân này, phỏng chừng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Một lát sau, Diệp Oản Oản đẩy cửa đi vào trong phòng của mình. Tiểu Phong, trở về tới rồi à. Một chàng trai mặc âu phục được chế tác riêng, đeo nơ, nhan sắc đạt đến hàng cực phẩm, lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Diệp Oản Oản vừa đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng cười nói nhìn thấy anh ta, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc, chuyện này. Kỳ tu nhiễm làm sao lại tới rồi hả? Sao anh lại tới đây? Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên, chính mình trước mắt có thân phận không sợ minh chủ, cũng chính là vị hôn thê của kỳ tu nhiễm. Mình bị bắt đầu dẫn tới hộp đêm tìm vui, bị vị hôn phu bắt tại trận, quả thực có chút lúng túng. chương 1357, sẽ không phải là ghen chứ. Mới vừa rồi tôi nghe Thu Thủy nói, Cô muốn tìm một gã trai bao như tôi vậy, cho nên tôi liền tới xem một chút, không biết như tôi có thể hợp khẩu vị của cô không. Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tựa như cười mà không phải cười, trong mắt là một vẻ ôn nhu như nước chiều thu. Diệp Oản Oản không khỏi dùng mình một cái, cái gã Kỳ Tu Nhiễm này sẽ không phải là đã tức điên lên rồi nói mê sảng đi. Chính mình lại là vị hôn thê của hắn ta, bị bắt quả tang tới hộp đêm tìm vui, tìm trai bao diệp oàn Oản hoán đổi vị trí mà suy nghĩ nếu như mình bắt quả tang tư giả dạ hàn đến hộp đêm tìm vui như vậy gã kỳ tu nhiễm này nhất định là đã tức biên lên giờ phút này diệp oàn oản trợn mắt nhìn thu thủy miệng của thu thủy này làm sao lại hở như vậy qua đây kỳ tu nhiễm đưa tay phải ra hướng về diệp oàn oản khẽ ngoắc chợt vỗ một cái vào vị trí bên cạnh mình bất đắc dĩ diệp Oản oản chỉ có thể đi tới trước người kỳ tu nhiễm ngồi xuống con bà nó, chuyện này, phong tỷ chẳng lẽ thật đã cua được kỳ tu nhiễm rồi. Đẳng cấp cỡ này mà đều có thể bị phong tỷ đoạt tới tay, phong tỷ sẽ không phải là bỏ thuốc cho kỳ hoàng đi. Bắt đầu bộ dáng y như thấy quỷ một dạng, không thể tin được nhìn chằm chằm diệp oản oản và kỳ tu nhiễm. Nghe tiếng, thất tinh liếc mắt nhìn bắt đầu. Nhìn tôi làm gì, kỳ hoàng chính là thánh hiền cấm dục có tiếng của độc lập châu đấy. Nghe nói cho tới bây giờ vẫn chưa hề chạm qua nữ nhân. Trời má, bên người mỹ nữ như mây, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc một cái. Nếu đổi lại là tôi, nói đến đây, thần sắc bắt đầu bộc phát vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm thất tinh, lão thất, cậu nói xem. Kỳ hoàng chẳng lẽ, cái gì, thất tinh nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ, thích nam nhân sao, bắt đầu nói. Còn không đợi thất tinh mở miệng, bắt đầu lại nhìn chằm chằm thất tinh con bà nó. Tôi cũng không thấy cậu chạm qua nữ nhân, chẳng lẽ cậu cũng thích nam nhân đi. Nói đến đây, bắt đầu theo bản năng nhích người về phía sau, kéo giãn khoảng cách cùng với thất tinh. Thất tinh hờ hứng quan sát bắc đầu mấy lần, dường như ngay cả hứng thú phản ứng lại lời của bắc đầu cũng không có. Chỗ này, thú vị không? Trên ghế salon, kỳ tu nhiễm hơi có chút vì hứng hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, kỳ hoàng hướng về mấy tiểu thịt tươi trong phòng nhìn lướt qua, bọn họ, đẹp mắt không? Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không nói chuyện, hai gã tiểu thịt tươi ngồi ở bên người thu thủy lại bị hù dọa tới hoa dung thất sắc. Người đàn ông trước mặt này nhìn như gần gũi, nụ cười bình dị, lại là ông trùm toàn bộ thế giới ngầm ở châu Âu, kỳ tu nhiễm. Thân ở độc lập châu, làm sao lại có thể không biết đại danh của kỳ tu nhiễm? Bất quá, tại sao người đàn ông này lại muốn đánh giá bọn họ? Bọn họ không phải là theo thu thủy tỷ sao? Oan uổng quá! Sau này, muốn chơi có thể gọi điện thoại tìm tôi. Kỳ tu nhiễm thu hồi ánh mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Một bên, bắt đầu liên tục giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Oản Oản, thấp giọng hướng về thất tinh nói, tôi nói này lão thất, cái anh chàng kỳ hoàng này không phải là ghen đấy chứ. con bà nó, phong tỷ thậm chí ngay cả kỳ hoàng cũng đều có thể cua đổ. Tôi không phải là nằm mơ đấy chứ. Giờ phút này, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Cửa phòng, dầm, một tiếng đã bị người ta một cước đá văng. Hùng ca, đây chính là phòng cho thuê số 302, cái con điếm thối dám đắc tội với anh, chính là ở đây. Hai vị nhân viên hộp đêm ăn mặc diêm rúa lè lè tiến trước vào căn phòng, đứng ở trước cửa, nhìn chầm chầm Diệp oản oản, lạnh giọng cười nói. Mấy người bắt đầu và thất tinh hơi sướng sờ, còn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Một giây kế tiếp, Yến Hùng và cô gái áo đỏ đi vào trong căn phòng. Con điếm thối, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn. Hôm nay, lão nương ngược lại muốn nhìn một chút xem ngươi chết như thế nào. Cô gái áo đỏ đốt một điếu xì gà, sau khi phun ra một đạo khói mù, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản. Chương 1358, ai cũng không cứu được. Lúc nói chuyện, Yến Hùng đã tiến vào, bên trong căn phòng lớn như vậy, nhất thời hơn 10 người như nước thủy triều tràn vào bên trong. Con điếm thối, hôm nay lão tử liền để cho những huynh đệ này của ta thoải mái một chút, lột sạch cho ta. Yến Hùng cười lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, bắt đầu rốt cuộc đã hiểu được, kết quả đã xảy ra chuyện gì. Những người này, là từ nơi nào nhảy ra, sống không muốn, lại tới tìm chết, gây chuyện ẩm ý trên đầu bọn họ. Trên ghế salon, kỳ hoàng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt, chẳng qua chỉ hướng về Diệp Oản Oản hỏi, tìm cô à. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, mấy con chó chết không có mắt, tôi đây không muốn so đo cùng với bọn họ. Con mẹ nó còn ngớ ra đó làm gì, còn không lột sạch cho ta, ai dám xen vào việc của người khác, trực tiếp giết. Yến Hùng hung ác ra lệnh. Mệnh lệnh của Yến Hùng phát ra, hơn 10 gã đàn ông áo đen dối giết tiếp cận Diệp Oản Oản. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Kỳ Hoàng đảo mắt qua một cái nhìn 10 gã đàn ông áo đen kia. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, chẳng biết tại sao, lại làm cho tâm thần người ta run lên. Hùng tiên sinh phải không? Không biết có thể cho ta một chút thể diện nho nhỏ, tạm thời rời đi. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía Yến Hùng trước cửa, trên mặt mang theo nụ cười cười hiền lành, nhẹ giọng nói. Yo, ở đâu ra một tiểu ca ca, dáng dấp ngược lại thật là đẹp mắt. Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm kỳ tu nhiễm quan sát chốc lát, kiêu căng nói tiểu ca, thức thời một chút, lập tức cút đi. Nữ nhân này đắc tội hùng ca chúng ta, tối hôm nay, không cho huynh đệ của ta được chơi đủ phê đừng mong còn sống mà đi ra ta ngược lại muốn nhìn xem một chút ả à ta thanh tao đến cỡ nào trừ nữ nhân này ra người không liên quan đều cút ra ngoài cho lão tử nếu không tối nay liền sẽ chết hết ở nơi này yến hùng lạnh giọng quát lên hùng ca cái con điếm này dám đắc tội với anh nhất định không thể để cho ả à ta còn sống rời đi hùng ca anh cũng thật là từ bi để cho cái con điếm thối này trước khi chết còn được một phen sung sướng. Hai ả nhân viên ăn mặc diêm rúa, nặn ra một nụ cười lấy lòng Yến Hùng. Đám người bắt đầu và thu thủy, nhìn bọn Yến Hùng y như nhìn một lũ heo ngu đần. Những người này, đến tột cùng là ngu đến cỡ nào. Không nhận ra bọn họ cũng thôi đi, không sợ minh chủ tóc húi cua ca, rời đi nhiều năm, tướng mạo thay đổi rất lớn, không nhận ra cũng hợp tình hợp lý nhưng ngay cả ông trùm thế giới ngầm châu Âu cũng không nhận ra, vậy thì. Nói như vậy, chút thể diện này là không cấp cho rồi. Kỳ tu nhiễm cười nói. Nghe vậy, đám người Yến Hùng và cô gái áo đỏ cười lạnh một tiếng. Tên tiểu bạch kiểm này thật sự xem hắn như là tai to mặt lớn rồi hả? Cấp cho hắn mặt mũi. Còn không đợi Yến Hùng mở miệng, một vị nam tử mặc âu phục màu trắng, sắc mặt lạnh lùng tột độ, từ phòng bên cạnh đi vào bên trong. Chủ tử nam tử lạnh lùng hướng về kỳ tu nhiễm hành lễ khô cốt trời muốn đổ mưa ai cũng không ngăn được kỳ tu nhiễm cười nói nghe vậy nam tử khô cốt lạnh lùng gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu trời muốn đổ mưa ai cũng không ngăn được một câu đối ứng phía sau người muốn tìm chết ai cũng không cứu được giết trong chốc lát một con dao găm từ trong tay nam tử lạnh lùng xuất hiện còn không biết đã xảy ra chuyện gì Gã khô cốt kia đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp, là âm thanh quỷ dị của hung khí đâm vào trong da thịt. Nhiều lắm chỉ trong công phu mười mấy hơi thở, ít nhất có mười mấy người được Yến Hùng mang tới bị dao găm trong tay của khô cốt cắm vào cổ. À à, à. còn lại hơn mười người, thấy một màn này, thất kinh. Hắn là một trong tám đại thần dưới trướng kỷ kỷ hoàng, hắc giả khô cốt. Cái gì, khô cốt? Nghe nói danh hiệu của khô cốt mọi người thần sắc đại biến. Giờ phút này, những người ở phòng khác vây xem ở bên cạnh càng lúc tụ lại càng nhiều. Sau khi biết được là Khô Cốt ở chỗ này, từng người một thần sắc đại biến, khó mà tin nổi. Dưới Trướng Kỳ Hoàng, tổng cộng có 8 vị đại thần, chiến lược có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Một vị trong đó chính là Khô Cốt. Chương 1359, tới nhà của tôi đi. Chẳng lẽ, nữ nhân trước đó đắc tội yến hùng có quan hệ gì đó với khô cốt. Nghĩ đến đây, không ít người vây xem thần sắc hơi đổi. Khó trách nữ nhân kia lại lớn lối như thế, ngay cả Yến Hùng cũng đều không để ở trong mắt. Nguyên lai, like, có quen biết với khô cốt. Giờ phút này, Yến Hùng thần sắc đại biến, cơ hồ chỉ trong một phần nghìn giây đó, vọt ra khỏi căn phòng 302 mà đám người diệp oản oản thuê. Khô cốt, người con mẹ nó, vì một nữ nhân, người lại có thể đối nghịch cùng với Yến gia chúng ta, Ngươi làm như thế, có hỏi qua ý của kỳ hoàng chưa? Ngươi chờ đó cho ta. Yến Hùng sau khi ra khỏi phòng 302, tức giận giống to. Một vị cao tầng của Yến gia bọn họ có quen biết kỳ hoàng kỳ tu nhiễm. Mà vị cao tầng kia, bây giờ đúng lúc cũng đang ở trong một phòng của hộp đêm chiêu đãi một vị khách quý. Hùng ca, nữ nhân áo đỏ đứng ở bên cạnh Yến Hùng, không biết như thế nào cho phải. Hừ, ta đi gọi tứ thuốc tới. Giờ phút này, trong căn phòng 302, khô cốt nhìn về phía kỷ hoàng, như có ý tứ xin phép. Không cần đuổi theo, bảo người đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Kỳ tu nhiễm cười nhạt nói. Nghe vậy, khô cốt khẽ vuốt cằm, xoay người đi ra khỏi căn phòng. Chỉ chốc lát sau, dẫn theo quản lý hộp đêm đi tới chỗ này. Nhìn thấy thi thể đầy đất, quản lý hộp đêm toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Quét dọn sạch sẽ khô cốt lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng, lập tức quét dọn. Quản lý hộp đêm để cho người phục vụ đem thi thể dọn ra ngoài, lại thận trọng đem căn phòng quét dọn một lần. Sau khi khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới cáo lui rời đi. Trong phòng, đám người thất tinh cùng bắt đầu, cứ như chuyện gì cũng không phát sinh qua. Hai người thân ở không sợ minh, loại chuyện này, đã sớm thấy quá thường xuyên. Diệp Oản Oản vô tình hay cố ý nhìn về phía Kỷ Hoàng. Người đàn ông trước mắt này, vô luận phát sinh chuyện gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như anh hàng xóm hiền lành nhà bên. Nhưng mà, chính là một vị nam nhân nhìn ôn nhu như vậy, lại là bá chủ nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm của châu Âu. Thứ người như vậy, làm sao có thể không phải là hạng người khát máu tàn nhẫn? Bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ bị vẻ vô hại của anh ta lừa gạt. Nếu thật tin là kỳ hoàng vô hại, chỉ sợ là một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này kết quả có thể là một sự đả kích mang tính chất hủy diệt khi phát hiện ra sự thật. Đúng rồi, mấy ngày nữa tới nhà của tôi đi." Kỳ Hoàng Lơ hẳn sự việc vừa rồi, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng nói. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản thần sắc hơi đổi. Kỳ Hoàng trừ nắm giữ thế lực của mình ra, vẫn là người thừa kế của Kỳ gia, một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Để cho mình đi đến nhà anh ta, há chẳng phải là đi đến một trong tứ đại thế gia, Kỳ gia chỉ bất quá, vị hôn thê đi thăm nhà của hôn phu, dường như cũng hợp tình hợp lý. Diệp Oản Oản căn bản không tìm được bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Được, mấy ngày nữa chờ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi. Cuối cùng, Diệp Oản Oản đáp ứng. Nghe vậy, kỳ tu nhiễm khẽ vuốt cằm. Giờ phút này, Yến Hùng đã chạy tới một căn phòng hào hoa sang trọng nào đó của hộp đêm. Tư thúc, Yến Hùng thở hồn hển đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Ngay phía trước là một vị lão giả đầu tóc bạc trắng mặt treo nụ cười, bên người của lão ta là một vị nam nhân thần thái lạnh lùng đến cực hạn. Trong đôi mắt của nam nhân dường như là hàn băng vĩnh cửu, từ đầu tới chân tản ra khí tức lạnh giá kinh người. Nam nhân này cứ như là con cưng của trời, tướng mạo kinh diễm đến cực hạn, nhưng bởi vì khí chàng mạnh mẽ quá mức, khiến cho sự chú ý của người ta đều tập trung vào khí tức của anh ta, thậm chí không dám đi nhìn thẳng mặt mũi của anh chương 1360, vị bên trong kia, là tu la chủ. Ngài xem, chúng tôi mỗi tháng nộp lên số này, thế nào? Yến gia tứ thúc nhìn người đàn ông nọ, ngữ khí cực kỳ cẩn thận, hơn nữa mặt là nụ cười lấy lòng. Tứ thúc, đừng nói nữa, tôi bị người ta khi dễ. Thấy tứ thúc không phản ứng lại mình, Yến Hùng vội vàng đi tới bên cạnh lão giả và nam nhân. Nhưng mà, Yến Hùng mới vừa tới gần, con người lạnh lùng thấu xương của anh ta, lại hơi hơi quan sát trên người hắn chỉ trong một chớp mắt. Chỉ một cái nhìn, Yến Hùng phảng phất rơi vào bên trong hầm băng, từ tứ chi tới lục phủ ngũ tạng tất cả đều đóng băng thành xương. Con mẹ ngươi! Giờ phút này, Yến già tứ thúc bỗng nhiên đứng dậy, không cho Yến Hùng cơ hội mở miệng, trở tay là một bà tai liền hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. bếp một tiếng thanh thúy, lực tay không nhỏ. Yến Hùng bụng mặt, thần sắc ngẩn ngơ nhìn lấy lão già, tràn đầy ủy khuất mở miệng, tứ thúc, làm sao ông lại đánh tôi? Một tiểu tạp chủng nhà ngươi, cũng không nhìn một chút ta đang cùng ai đàm luận, lỗ mãng chạy vào, kêu la om sòm, ngươi muốn chết. Yến gia tứ thúc tức giận quát lớn một tiếng. Chợt, Yến gia tứ thúc nhìn về phía nam tử bên cạnh, lại cố nặn ra nụ cười, để, để cho ngài chê cười, đây là cháu của tôi. Có khả năng có người không biết phải trái, đụng phải hắn. Nghe vậy, nam nhân mặt không biểu tình nhìn về phía Yến gia tứ thúc, cuối cùng lãnh đạm thờ ơ mở miệng, vậy thì cút ra ngoài nói. Dạ dạ dạ, vậy, tôi liền cút ra ngoài nói. Lão giả gật đầu liên tục. Yến Hùng nhìn gã đàn ông trước mặt mình, thần sắc kinh ngạc tột độ. Nam nhân này rốt cuộc có lai lịch và thân phận gì, lại dám nói chuyện với tứ thúc như thế? Điều kỳ quái nhất là, tứ thúc vẫn còn đang cúi người gật đầu, dường như vạn phần sợ hãi và kiêng kỵ đối với người đàn ông này. Quá khoa trương rồi đi. Rất nhanh lão giả Yến ra mang theo Yến Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Tư thúc, nam nhân kia ai vậy, lớn lối như vậy. Yến Hùng nhìn về phía lão giả Yến ra, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nghe được lời nói này, Yến ra tứ thúc trở tay lại là một bà tai hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng, con mẹ nó ngươi không muốn sống. Nói nhỏ thôi cho lão tử, nếu để cho vị kia nghe thấy, con mẹ nó ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Khoa trương như vậy, sẽ không phải là kỳ hoàng chứ. Yến Hùng liên tưởng tới khô cốt cũng xuất hiện tại hộp đêm tối nay. Ngu xuẩn, vị đại nhân bên trong kia, là tu la chủ, Yến Hùng mở miệng nói. Cái gì, tu, tu, tu la chủ, sau khi biết được thân phận của người nam nhân kia, Yến Hùng sợ xón đái ra quần. Thủ lĩnh một thế lực đã từng là tồn tại kinh khủng nhất độc lập châu, A à, Tu La. Tu La chủ, người ta gọi là hát giả chúa tể sao. Sao chúa tể đêm đen. Lãnh khóc vô tình, quả quyết sát phạt, ngay cả võ đạo liên minh công hội cũng không để ở trong mắt. Nghe nói, vị tu la chủ này, thậm chí có chút quan hệ cùng với cổ tộc lánh đời tư tộc của độc lập châu. Tốt rồi, chớ nói nhảm nữa, tìm ta có chuyện gì? Yến Gia Tứ Thúc nhìn Yến Hùng nói. Lúc này, Yến Hùng đem ngọn nguồn báo cho Yến Gia Tứ Thúc. Nghe lời nói này, Yến Gia Tứ Thúc giận tím mặt lại có chuyện như thế. Khô cốt cũng quá không đem Yến Gia ta coi ra gì tối hôm nay, nhất định phải bắt khô cốt cho ta một câu trả lời hợp lý. Tứ thúc, khô cốt là người của kỳ hoàng, nếu như chúng ta động thủ, có thể hay không? Yến Hùng Cao mày nói. Không cần phải lo lắng, chuyện này, ta ngày mai sẽ đích thân đi nói cùng kỳ hoàng. Yến gia tứ thúc nói. Rất nhanh, Yến gia tứ thúc kêu hơn 10 vị cường giả tinh anh Yến gia. Cái gã khô cốt kia có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của hơn 10 vị cường giả tinh anh hàng đầu yến ra bọn hắn. Tám vị đại thần dưới chướng kỳ hoàng, thực lực của khô cốt, chỉ là xếp hạng chót nhất. Nghe nói, khô cốt lợi hại nhất, cũng không phải là giá trị vũ lực, mà là đầu óc thuộc về cấp quân sư. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1360